Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Thiên Cơ Điện của tác giả Duyên Phận Không. Tập 76. Chương 751, Đàm Đạo. Trong hư không, trên thiên tầm, Ninh Dạ lạnh lùng nhìn phân thân thần niệm của Thất Dạ Thần Quân. Y nói, ta đã được chứng kiến năng lực của Thánh Tôn. Nhưng ta vốn nhát gan, thật sự không dám kết bạn với Thánh Tôn. Đôi bên cứ là người qua đường lướt qua nhau thôi. Y vỗ nhẹ tay lên lưng thiên tầm, đã phát động năng lực quang đạo, giúp thiên tầm tăng tốc rời khỏi. Thân hình Thất Dạ Thần Quân cũng trở nên mờ ảo bất định. Chuyện này khiến hắn nóng ruột hẳn lên. Sao tiểu hữu phải vội vàng như vậy? Nếu ngươi không yên lòng thì chúng ta không gặp mặt là được. Ta dùng phân thân này ngồi luận đạo với ngươi, ngươi thấy có được không? Mọi người nghe xong lại cảm thấy hắn nói có lý. Nhưng lần này rốt cuộc bọn họ cũng phát hiện vấn đề. Hình như từ khi bắt đầu gặp mặt, người này nói cái gì, bọn họ cũng cảm thấy có lý. May mà câu nói vừa rồi của Ninh Dạ đã cảnh tỉnh bọn họ. Rõ ràng lão già này đang sử dụng một loại pháp môn nào đó tương tự huyễn đạo, mê hoặc bọn họ. Chết tiệt, quả nhiên lão già này không có ý tốt. Trong lòng thầm báo động, Thất Dạ Thần Quân không thể mê hoặc được, mọi người cùng cảnh giác nhìn hắn. Lúc này Ninh Dạ lại nói, nếu các hạ dùng phân thân ngồi luận đạo với ta cũng hoan nghênh. Nếu thế, sao bản thể của ngươi vẫn đang đuổi theo hướng này? Thất Dạ Thần Quân ngớ người, thầm nghĩ vì sao ngươi biết. Vốn tưởng y đang lừa mình, nhưng lập tức nghĩ tới bản thân còn cách xa như vậy mà còn bị y phát hiện. Cho nên chắc chắn không phải lừa gạt mình mà có bản lĩnh gì đó đặc thù có thể phát hiện từ xa. Hắn cười khổ nói, tiểu hữu đúng là lợi hại, ta chỉ muốn gặp mặt trò chuyện với các hạ một chút thôi mà, nếu ngươi kiên quyết từ chối, thế thì ta không đến là được. Ngươi dừng lại đi, khoảng cách này là cực hạn của ta rồi. Ngươi không cho ta đuổi, bản thân lại chạy, e là ta không thể trò chuyện với ngươi được. Thất Dạ Thần Quân là thánh nhân, thật ra Ninh Dạ cũng không thể suy tính về hắn. Nhưng y không tính được thánh nhân nhưng có thể tính được uy hiếp. Đây là nguyên nhân vì sao y kiên quyết không tin đối phương. Thời khắc này lại suy tính một phen, xác nhận nguy cơ không gia tăng nhưng cũng không suy yếu. Trong lòng đã có suy đoán, cho nên lệnh cho thiên tầm tạm thời dừng lại nó. Ngươi muốn đàm đạo cái gì? Thất Dạ Thần Quân cười nói, cứ thoải mái trò chuyện thôi. Năng lực của tiểu hữu đúng là nằm ngoài dự đoán của ta. Ngươi chỉ mới là nhân hoàng sơ kỳ mà đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của ta. Ta có thể hỏi đây là thủ đoạn gì không? Ninh Dạ còn chưa trả lời, Công Tôn Điệp bên cạnh đã nói, đây là suy tính thiên cơ. Cô chưa nói xong thì Ninh Dạ đã ngắt lời. Công Tôn Điệp kinh ngạc, lập tức tỉnh ngộ, cả giận nói, lão già thối tha kia, ngươi lại đi thi triển thuật mê hoặc với ta. Lần trước thuật mê hoặc của Thất Dạ Thần Quân là phát động với tất cả mọi người, nhưng không biết lần này hắn dùng thủ. Đoạn gì mà tìm hiểu được một phần lai lịch của những người bên cạnh Ninh Dạ, còn nhận ra trong số những người bên cạnh Ninh Dạ thì Công Tôn Điệp có tâm tính kém nhất. Trực tiếp ra tay với cô, khiến Công Tôn Điệp bật thốt lên bí mật về vấn thiên thuật. Lúc này Công Tôn Điệp thầm phẫn nộ, chẳng qua không đánh lại lão già này, nếu không chắc chắn sẽ chém hắn thành 17, 18 khối. Ninh Dạ xua tay nói, không sao, Thánh Tôn, có hỏi có đáp mới là chính đạo. Nếu ngươi đã biết thủ đoạn của ta, vậy ta có thể biết một chút của ngươi không? Thất Dạ Thần Quân mỉm cười hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Ninh Dạ chỉ luồng huyền hoàng khí trước người, đây là thủ đoạn gì? Thất Dạ Thần Quân tán thưởng, ngươi cũng có nhãn lực đấy, đây là một luồng huyền hoàng chính khí mà ta cảm ngộ thiên đạo ngưng kết tạo thành. Vừa là đạo, vừa là thần thông, vừa là tiên pháp. Giải thích ra sao? Vạn vật vốn đồng nguyên, sao lại phải câu nệ? Thất Dạ Thần Quân trả lời. Người khác không hiểu câu này chứ Ninh Dạ lại suy tư, vạn vật đồng nguyên, bất luận tiên pháp, thần thông đều là một loại hình thức. Thủ đoạn ngàn vạn, biến hóa muôn vàn, cuối cùng cũng chỉ trong một ý niệm, phản bản quy nguyên, tức là chính đạo. Quả thế, Thất Dạ Thần Quân cũng kinh ngạc, khả năng lĩnh ngộ của ngươi xuất sắc vậy à? Nhưng trong lòng đã rất hối hận. Người này tiềm lực rất lớn, chẳng trách hắn tu hành không tới ngàn năm đã đạt tới cảnh giới nhân hoàng, quả nhiên là nhân vật bất phàm. Vấn đề là hắn ưu tú như vậy,
bí mật mà mình muốn tìm hiểu sẽ càng ý nghĩa, nhưng độ khó cũng càng lớn. Suy nghĩ xoay chuyển trong lòng, cũng thấy mâu thuẫn tới cùng cực. Ninh Dạ đã nói, bây giờ tới phiên ngươi hỏi. Hả? Thất Dạ thần quân ngớ người, giờ mới hiểu, hóa ra tới phiên mình đặt câu hỏi. Hắn vốn định trò chuyện với Ninh Dạ, từ đó tìm kiếm được điều mình muốn, không ngờ giao tình không được lại thành giao dịch. Một hỏi một đáp, đối xử lễ độ. Như vậy cũng tốt. Thất Dạ thần quân suy nghĩ một chút rồi nói, ta thấy tiểu hữu dáng vẻ hiên ngang, khí thế hùng hồn, chắc có khí vận thiên đạo gia trì hả? Nếu Ninh Dạ đã biến giao lưu thành giao dịch, thế thì hắn cũng thẳng thắn hỏi luôn một số vấn đề quan trọng. Đúng, Ninh Dạ đáp ít mà ý nhiều. Thất Dạ thần quân gật đầu, thế thì đúng vậy, phụng theo ý trời, trảm yêu trừ ma, khí vận che chở, chẳng trách biết phép diễn toán thiên cơ, thậm chí còn có thể tính toán đôi chút về bản tôn. Ánh mắt hắn bỗng trở nên kỳ quái, nhìn Ninh Dạ. Rất hiển nhiên, hắn đã nghĩ ra, Ninh Dạ không tính toán về hắn mà là uy hiếp. Đây chính là nguyên nhân vì sao Ninh Dạ không tin tưởng mình. Điều này khiến ánh mắt Thất Dạ thần quân hơi lạnh đi. Ninh Dạ chỉ coi như không thấy, nói, còn tinh quân thì sao? Ngài đi theo đường nào? So với Thất Dạ thần quân, y hỏi vấn đề càng thế nhưng chốt. Thất Dạ thần quân chưa trả lời. Cục diện lập tức căng thẳng, cứ như thời gian đình chỉ. Ninh Dạ chỉ lẳng lặng nhìn hắn, không, nói một lời. Lát sau, Thất Dạ thần quân thở dài nói, ngươi tên là gì? Thiên Trung Giới, Tử Cục Cung, Thương Lệnh Tuyệt. Ninh Dạ nói thẳng tên trưởng giáo đương nhiệm của Tử Cực Cung. Hắn biết người này không có ý tốt, đương nhiên không nói tên thật, không ngại giá họa một phen. Nếu có thể, Tử Cực Cung Thương Tuyệt lệnh. Thất Dạ thần quân lẩm bẩm một câu, biết rồi. Trước khi trả lời ngươi, ta còn phải hỏi một câu. Không đợi Ninh Dạ lên tiếng, Thất Dạ thần quân đã nói, ngươi cũng biết rồi, với tu vi thủ đoạn của bản tôn. Nếu toàn lực truy sát các ngươi, cho dù ngươi có thể tăng cường tốc độ cho con thiên tầm này thì cũng không thể chạy thoát nổi. Trong tình huống như vậy, ngươi ứng phó ra sao? Nói xong câu này là định động binh đao à? Ninh Dạ vẫn rất bình tĩnh, Thánh Tôn nói rất đúng, nhưng nếu Thánh Tôn tự nhận làm được, sao không trực tiếp truy sát tới đây? Cần gì làm như hiện giờ? Đúng, nếu ngươi dốc toàn lực truy sát, chắc chắn tốc độ của chúng ta không bằng ngươi. Nhưng thiên tầm có nhiều tu sĩ như vậy cũng không phải để trang trí. Thiên tầm chạy trốn, chúng ta có thể bố trí dọc đường, cho dù là uy lực của Thánh Tôn cấp 7, vừa đi vừa phá chướng ngại chắc cũng bị ảnh hưởng. Lại thêm ta thấy Thánh Tôn không có vật cưỡi, một mình viễn chinh, cuối cùng chỉ là sức của bản thân. Ngài có chắc ngài sức ngài hơn sức chúng ta. Thất Dạ thần quân cười ha hả nói, đúng đúng, là bản tôn nghĩ thiếu chu toàn, không ngờ khí vận của tiểu hữu lại cường đại như vậy. Bản tôn còn muốn hỏi ngươi, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta đâu. Ninh Dạ ngắt lời hắn. Thất Dạ thần quân cũng không tức giận, nói thẳng, thứ ta tu luyện là đạo về chư thiên luân hồi tinh tượng, ta đứng chỗ nào, hễ là ánh sao chiếu tới, tức là căn nguyên lực lượng của ta. Như vậy, tiểu hữu, lần này có lẽ tới ngươi nghĩ sót rồi. Nếu bản tôn thật sự muốn truy sát ngươi, sức ngươi không bằng sức ta. Nói xong hắn nghiêm mặt lại, bây giờ bản tôn xin hỏi, trên thiên tầm nho nhỏ của ngươi, dựa vào đâu mà có tới hơn 30 vị nhân hoàng? Ninh Dạ ngớ người, cuối cùng y cũng hiểu, hóa ra thứ ngươi thật sự muốn biết là cái này. Chương 752, Cầu Viện 1. Trải qua mấy trăm năm viễn chinh, bây giờ trên thiên tầm có hơn 30 vị nhân hoàng, niết bàn lên tới mấy trăm. Nếu nhìn từ thoáng qua thì chuyện này rất bình thường, dù sao bọn họ đi qua nhiều tinh giới như vậy, đánh vô số trận chiến nảy lửa, thu được vô số tài nguyên. Nhưng nếu chỉ chiến đấu vơ vét tài nguyên là có thể đạt tới cảnh giới nhân hoàng, thế thì mọi chuyện quá đơn giản rồi, đặc biệt là nhiều người trở thành nhân hoàng như vậy. Thực ra chuyện này là không thể, nguyên nhân là vì thiên tầm quá nhỏ. Tu sĩ muốn trưởng thành cần có hoàn cảnh, cũng như bể nước không thể nuôi được cá mập. Trường thanh giới sa sút, từ cấp 7 rơi xuống cấp 5, từ đó trở đi không còn sinh ra cảnh giới thứ sau, để lên tới cảnh giới thứ 6, các tu sĩ nghĩ đủ mọi cách. Mà thiên trùng giới, cũng vậy. Vì sao Nhật Diệu Thánh Tôn lại cổ vũ bồi dưỡng các thánh tôn khác, chế tạo thượng giới, chính là để tăng cường căn cơ của thiên trùng giới, khiến thế giới cấp 7 biến thành thế giới cấp 8, có hy vọng đạt tới cảnh giới thứ 8. Nhưng quá khó khăn,
Theo như ghi chép xưa nay, thiên hạ không có cảnh giới cấp 8 tự nhiên, thậm chí ngay cả cảnh giới thứ 8 cũng cực kỳ hiếm thấy, thi thoảng có người đạt tới cũng phải là đại cơ duyên. Thiên tầm tính là gì? Trong tình huống bình thường, một thiên tầm thậm chí không thể đào tạo được Niết Bàn, càng không nói tới bồi dưỡng được một đống nhân hoàng và Niết Bàn. Ninh Dạ làm được như vậy có 3 nguyên nhân. Một là vì y có khí vận thiên đạo gia trì, khiến cho việc tu hành không còn chướng ngại, đây là trợ giúp về phương diện khí vận. Hai là vì y có tuyền cơ xích cảm ngộ đại đạo, cấn tự bí giải trừ khốn cảnh, đột phá không còn chướng ngại, lại thêm thiên đạo che chở, đại đạo trở nên dễ dàng, đạo đồ trở nên thông suốt. Đây là trợ giúp về phương diện đạo đồ. Ba là vì y có chi vi giới và đạo cảnh tuyền cơ, điều này biến tướng khuếch đại hoàn cảnh của thiên tầm. Nhưng cho dù như vậy chỉ dựa vào chi vi giới vẫn không đủ, vì vậy y vẫn luôn mở rộng chi vi giới. Nhiều nhân cố kết hợp nên Ninh Dạ mới có thể đào tạo được lượng lớn tu sĩ nhân hoàng và niết bàn như vậy, nhưng đây cũng là cực hạn của y. Do chi vi giới đã mở rộng tới bình cảnh, trước sau gì vẫn khó mà đạt tới cấp 7. Lại thêm lượng lớn nhân hoàng bao gồm cả bản thân gây ra kiềm chế vô hình, cho nên thời gian về sau căn bản không có đột phá gì. Vì chuyện này, Ninh Dạ cũng đang nghĩ đủ mọi cách. Mà hiển nhiên, điều Thất Dạ Thần Quân đang quan tâm chính là chuyện này. Đối với hắn mà nói, thần khí, bảo vật, tài nguyên tất cả đều không quan trọng, chỉ có tăng cường đạo đồ mới là mấu chốt nhất. Vì vậy trong chuyện này tin tức mới là thứ quan trọng và có ý nghĩa nhất. Thánh nhân Ngao Du không phải để thu thập bảo vật mà là truy tìm bí ẩn, tìm ra quá trình đạt tới thành tựu của những đại năng trước đây. Lúc trước, khi Ninh Dạ nói chuyện với Lang Gia Thánh Tôn lần đầu, đã nói đạo về thánh nhân là ở đại cục, ở hoàn cảnh. Nhưng Lang Gia Thánh Tôn lại nói y mới chỉ chạm tới phần rìa. Bây giờ Ninh Dạ đã bắt đầu hiểu được, chứng đạo tại sử. Thứ thánh nhân truy tìm chính là phương hướng đột phá huyền bí trong dòng thời gian mênh mông vô tận. Chính vì vậy mới có chuyện từng vị thánh nhân Ngao Du hư không. Còn thiên trung giới, bọn họ lại khác, vì bọn họ là thế giới cửu thánh cộng tồn hiếm thấy, bọn họ đi theo con đường cải biến thiên địa, đạt tới cảnh giới thứ 8 chứ không cần lưu ý tới chuyện Ngao Du. Nhưng nếu nói hoàn toàn không để ý thì chưa chắc, ít nhất Ninh Dạ cũng biết thật ra 9 vị thánh tôn cũng từng đi Ngao Du, cho dù là bây giờ, có lẽ một số thánh nhân cũng đang lượn lờ bên ngoài, chỉ để lại phân thân ở đây. Còn rốt cuộc ai đi ai ở thì y cũng không biết được, đó là bí mật giữa thánh nhân, có lẽ cửu đại thánh tôn cũng không nói với nhau. Thất Dạ Thần Quân trước mắt thần niệm hùng hồn, chắc hắn quét thần niệm quá. Phát hiện trong một thiên tầm nho nhỏ mà có đông đảo tu sĩ nhân hoàng như vậy, lập tức biết được nơi đây có bí mật lớn, cho nên mới động tâm. Xét theo phương diện này, hắn tới đây chưa chắc đã là ác ý, nếu chỉ là bí mật thì nói ra là được. Nhưng vấn đề đây không phải chỉ là bí mật mà còn là bảo vật, là tài nguyên, là đại đạo, thậm chí là nhà của mình. Đương nhiên Ninh Dạ không thể nói ra. Thời khắc này y nhìn Thất Dạ Thần Quân, cười nói, đây là một vấn đề lớn, nếu ta không chịu nói, ta đoán ngươi sẽ nghĩ cách tự tới xem. Sắc mặt Thất Dạ Thần Quân lạnh dần, tóm lại là ngươi vẫn chọn cách đối địch với ta. Nói tới lúc này rồi, Thất Dạ Thần Quân cũng xé rách cái mặt nạ giả vờ tốt lành của mình, Thương Tuyệt Lệnh, đừng trách bản tôn không cảnh cáo ngươi. Nếu thật sự động thủ, cho dù chỗ ngươi có mấy chục nhân hoàng, mấy trăm niết bàn, có tinh la đại trận, ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Ta biết, nhưng ta cũng biết, nếu ngươi chắc chắn như vậy, nãy giờ cũng không cần khách khí như thế. Ninh Dạ dứt khoát nói luôn, ngươi là thánh tôn, là đại năng cấp 7, chúng ta không đánh được ngươi, nhưng chạy trốn thì ta vẫn có lòng tin. Thất Dạ Thần Quân cười ha hả nói, cũng được, cũng được. Vốn còn định dùng thân phận bằng hữu chung sống với các ngươi, nếu thế bản tôn đành phải. Trong lúc đang nói, thân hình hắn đã nhạt dần. Nhưng ngay khoảnh khắc nó nhạt đi, trên thiên tầm đã lóe lên hào quang đại trận, phong tỏa toàn bộ không gian. Thần niệm của Thất Dạ Thần Quân không thể thu hồi kịp thời, trừng mắt nhìn Ninh Dạ, to gan, ngươi dám. Ninh Dạ hừ lạnh, sắp đánh nhau tới nơi rồi, ai quan tâm chuyện chém sứ giả hay không? Hiếm khi được Thánh Tôn ban cho chút phân thần, ta không giữ lại phân tích một hồi, chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Động thủ đi! Sau lời nói của y, mọi người dồn dập xuất thủ. Cho dù Thất Dạ Thần Quân là thánh nhân, nhưng ở nơi này chỉ là một luồng phân thần biến thành, nếu chỉ có vậy thôi mà không giải quyết được, mọi người cũng không cần viễn chinh tiếp. Cực quang đảo,
Ninh Dạ đột nhiên mở mắt, nhìn bầu trời phương xa, sắc mặt lạnh lùng. Hắn đột nhiên nghiêm mặt như vậy khiến đám người Lâm Lang, Giang Tiểu Phàm ở bên cạnh giật bắn mình. Giang Tiểu Phàm nói, sư phụ, làm sao vậy? Không liên quan tới ngươi, chăm chỉ tu hành là được. Ninh Dạ hít một hơi thật sâu, ra khỏi tĩnh thất. Bản thể gặp một vị thánh tôn, còn giao chiến rồi. Bây giờ phân thần kia đã bị diệt, nhưng thất dạ thần quân cũng hoàn toàn nổi nóng, đang đuổi giết bản thể, một trận đại chiến vắt ngang hư không đang được triển khai. Do đối thủ là thánh nhân, bản thể cũng không muốn đối đầu, đang dốc toàn lực kéo giãn khoảng cách, đồng thời tất cả tu sĩ phối hợp xuất thủ, vừa bỏ trốn vừa không ngừng bố trí các loại thủ đoạn ngăn cản thánh tôn truy sát. Vấn đề bây giờ là nếu thất dạ thần quân nói thật, cứ chỗ nào ánh sao chiếu tới thì đều là khởi nguồn lực lượng cho hắn. Thế thì trận chiến này sẽ kéo dài rất lâu, chỉ e không thể dựa vào tiêu hao được. Mà với tình huống hiện tại của bản thể, vẫn còn cách cảnh giới thánh nhân một trời một vực, không thể dựa vào đột phá được. Chi vi giới cũng tới bình cảnh, khó mà sinh ra nhiều nhân hoàng hơn, dựa vào số lượng cũng không được. Chất lượng và số lượng đều không được, thế thì chỉ có cách tính toán thôi. Muốn đối phó với thánh nhân, vẫn phải dựa vào thánh nhân. Nghĩ tới đây, Ninh Dạ tính toán một hồi, cuối cùng bay về phía thượng giới. Các bạn đang nghe chuyện Thiên Cơ Điện của tác giả Duyên Phận Không tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 753, Cầu Viện 2. Lang gia thượng giới, Ninh Dạ ung dung đi vào. Thượng giới là cấm địa của tu sĩ, người bình thường vốn không có tư cách đi vào. Nhưng bây giờ địa vị của Ninh Dạ trong lòng Lang gia thánh tôn có lẽ còn cao hơn cả Quy Linh Nương, vì vậy Ninh Dạ thậm chí không cần thông báo cũng có thể trực tiếp tiến vào. Nhìn thấy Lang gia thánh tôn, y thi lễ nói, Ninh Dạ tham kiến sư tổ. Lang gia thánh tôn vẫn nhắm mắt bất động, chỉ có khóe miệng mỉm cười, chẳng trách hôm nay trong lòng máy động, biết có chuyện sắp phát sinh, hóa ra là thằng nhóc nhà ngươi. Sao không chăm chỉ tu hành dưới hạ giới mà lại chạy lên đây gặp ta, lại gây ra phiền phức gì à? Ninh Dạ lè lưỡi cười bồi nói, ta rất ngoan ngoãn, đâu có tùy tiện gây ra phiền phức gì. Chẳng qua đang lúc rảnh rỗi, nhớ tới sư tổ nên tới thăm ngài thôi. Ngài xem, Lang gia thượng giới rộng lớn là vậy mà chẳng có người hầu kẻ hạ, đúng là quá hiu quạnh. Lang gia thánh tôn nhếch miệng, thằng nhóc thối, suốt ngày nói linh tinh, bản tôn cần gì hầu hạ. Với tu vi của hắn, ngồi một lần cả ngàn năm cũng là chuyện thường, đúng là không cần tùy tùng gì. Thực tế không chỉ mình hắn, cửu đại thánh tôn trừ Vạn Diệu thánh tôn ghét tịch mịch, nuôi một đống người rảnh rỗi trên thượng giới, tám vị thánh tôn còn lại đều một thân một mình lẻ loi. Lang gia thánh tôn đã nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Ninh Dạ cũng biết đừng nên đùa dai với những đại năng này, nên nói thẳng, đệ tử muốn biết, nếu có 40 vị nhân hoàng, 300 niết bàn, có thể đối phó với một vị thánh tôn không? Hả? Lang gia thánh tôn mở mắt nhìn Ninh Dạ, sao nào? Thằng nhóc nhà ngươi định tạo phản à? Ninh Dạ cười hì hì, ta chỉ hiếu kỳ thôi. Lang gia thánh tôn không khỏi nghĩ tới những gì Ninh Dạ từng nói về Tử Cực. Hắn vô thức coi đó là một kế hoạch đối phó của Ninh Dạ, không khỏi bật cười, dã tâm rất lớn, nhưng chắc chắn không thể. Ninh Dạ lại nói, thật ra đệ tử cũng biết là không thể, nhưng đệ tử không hiểu là, tu vi tới cảnh giới thánh nhân, bao nhiêu nhân hoàng cũng không thể đối phó được à? Lang gia thánh tôn đáp, khó nói lắm, thật ra đây không phải vấn đề về số lượng mà là về đạo cảnh. Có khi biết cách thì chỉ cần 20 vị nhân hoàng cũng có thể đối phó, còn nếu không biết phương pháp, 2000 cũng vô dụng. Ninh Dạ đã hiểu, đạo cảnh, tức là uy thế của thánh nhân là nằm ở đại đạo. Nhưng đệ tử vẫn không hiểu, nhân hoàng cũng là người ngộ đạo, theo lý mà nói chênh nhau một cảnh giới sao lại khác biệt lớn đến vậy chứ? Lang gia thánh tôn bèn nói, đó là vì ngươi còn chưa hiểu. Đạo tức là quy tắc quy tụ. Ngộ đạo chỉ là lý giải, ban bố đại đạo mới là dung nhập ý chí. Ngươi cũng biết, hạ giới có cửu đạo tung hoành, à, bây giờ là thập đạo, nhưng ngươi có thấy điểm khác biệt không? Ninh Dạ giáp lời, vốn dĩ ta không hiểu, nhưng sư tổ nói vậy thì đã hiểu. Cảnh giới nhân hoàng có thể cướp đoạt lực lượng nguyên thần của người khác, ngưng tụ thần thông là cực hạn của nguyên thần. Cứ thế suy ra, thêm chuyện cửu thánh ban bố đại đạo thiên hạ, chỉ e một khi thánh tôn thật sự phát uy là có thể cướp đoạt đạo nghiệp. Lang gia thánh tôn cười ha hả nói, cuối cùng ngươi cũng hiểu rồi. Chẳng phải ngươi tinh thông ảo thuật ư,
dùng với ta xem. Ninh Dạ không ra vẻ, trực tiếp phát động ảo thuật, hơn nữa còn ra chỉ huyễn đạo, thi triển toàn lực. Theo lý thuyết khi thuyết một khi y xuất thủ toàn lực, toàn bộ lang gia thượng giới sẽ biến hóa theo suy nghĩ của y, tạo thành thế giới mà y muốn sáng tạo. Thế nhưng thời khắc này không có thứ gì xuất hiện. Ninh Dạ phát hiện mình như một phàm nhân, hoàn toàn không liên quan tới huyễn đạo. Quả thế, năm xưa lang gia thánh tôn dùng thuật lừa gạt để đi lên, thiện ác luân chuyển, tuy rất gần với đạo âm dương của Hắc Bạch Thần Cung, nhưng càng chú trọng biến hóa hư thực, dùng huyễn làm gốc. Vì vậy trước mặt hắn, huyễn đạo của Ninh Dạ không có một chút tác dụng gì. Đây có xem là trộm đạo không? Năm xưa Ninh Dạ từng có hành động trộm đạo, nhưng hiển nhiên không phải. Thủ đoạn của lang gia thánh tôn cao minh hơn nhiều. Thực ra hắn không làm gì nhưng đã ngăn chặn Ninh Dạ, khiến y mất năng lực trong phương diện này. Đây không phải là trộm, là thời khắc này hắn đại biểu cho người đứng đầu huyễn đạo của thế giới này. Khoảnh khắc đó, Ninh Dạ đã hiểu. Chẳng trách cửu đại thánh tôn muốn ban bố đại đạo khắp thiên hạ, chuyện này có thể mô tả bằng hai chữ, quyền thế. Cửu thánh là người đứng đầu của một phương diện quyền thế nào đó, bọn họ ban bố đại đạo thiên hạ chính là trải rộng uy quyền của mình ra ngoài, khiến người khác có thể thay mình chấp chưởng quyền bính. Vì vậy năm xưa Ninh Dạ mới có thể dễ dàng trộm đạo, dùng vào trận pháp. Nhưng mục đích trong hành động này không phải làm từ thiện mà là để tăng cường uy quyền trong đạo này. Ví dụ như ngươi là tướng quân, ngươi sẽ hy vọng có càng nhiều thuộc hạ càng tốt, phân ra càng nhiều quan viên trung tầng hạ tầng, bọn họ sẽ sử dụng quyền lực mà ngươi ban cho, đồng thời mở rộng địa bàn của ngươi, uy thế của ngươi. Nhưng quyền lực này là cấp trên cho, cấp trên cũng có thể thu hồi. Nếu ngày nào đó ngươi định tạo phản, ngươi sẽ phát hiện thực ra mình chẳng có gì cả. Đây mới là ý đồ thật sự của ban bố đại đạo. Ban bố đại đạo là phân quyền, mục đích là mở rộng ảnh hưởng của đạo cảnh, mục tiêu cuối cùng vẫn là làm lợi cho mình. Đạo của lang gia là ở huyễn, vì vậy huyễn đạo của Ninh Dạ không thể thoát khỏi khống chế của lang gia. Nhưng đồng thời, Ninh Dạ cũng hiểu được những phương diện khác. Y nói, đây chính là nguyên nhân vì sao tất cả mọi người trong thiên hạ hợp sức lại cũng khó mà chống nổi thánh nhân. Vì một ý nghĩa của thánh nhân thôi là có thể thu hồi đạo cảnh, tương đương với hạ thấp thực lực của tất cả tu sĩ. Thế nhưng thưa sư tổ, mỗi thánh một đạo, đạo của sư tổ là ở huyễn, tức là không phải lực lượng huyễn đạo là không bị ảnh hưởng. Nói xong Ninh Dạ giơ tay đánh ra một cơn mưa ánh sáng, hóa thành đao phong, bắn khắp bốn phương tám hướng. Lang gia mỉm cười, không sai, ta hiểu ý ngươi rồi. Tu sĩ trong thiên hạ tu hành rất nhiều đại đạo, mỗi người có đạo của mình, vậy theo lý thuyết những đạo khác có thể không bị ảnh hưởng. Nhưng sự thật có phải vậy không? Lần này hắn động thủ, vung hỗn độn phất trần lên nói, ngươi thử lại đi. Ninh Dạ giơ tay phóng ánh sáng nhưng phát hiện thủ đoạn ngưng quang thành vũ đã yếu tới mức khó tả. Như vậy cũng bị hạn chế. Ninh Dạ kinh ngạc. Ngươi còn sử dụng được. Lang gia cũng kinh ngạc. Khoảnh khắc đó hai người đều có cảm giác mất mặt. Ninh Dạ mất mặt là vì quang đạo không phải đại đạo gốc của lang gia nhưng cũng bị hạn chế. Còn lang gia thì là, ta lại không thể khống chế hoàn toàn đại đạo của hắn. Cũng may lang gia thích đệ tử này, có mất mặt nhưng vẫn vui vẻ, cười ha hả nói, thằng nhóc nhà ngươi đúng là không đơn giản. Giờ thì có suy nghĩ gì? Ninh Dạ cười nói, đệ tử đã hiểu rồi. Nếu đệ tử có thể lĩnh ngộ đạo cảnh nhiều tầng, sao thánh nhân lại không làm được? Chẳng qua không phải đại đạo căn bản của mình, tuy không phải chí tôn nhưng vẫn có thể khống chế. Vẫn dùng quyền bính làm ví dụ, tướng quân có quyền lực dẫn binh nhưng không thể làm chính trị. Nhưng thực tế có phải như vậy không? Có câu quan lại móc nối, quyền binh liên kết, đã là đại tướng quân thì cũng có sức ảnh hưởng tới một số phương diện khác. Trong đạo đồ cũng vậy. Đại đạo căn bản của lang gia thánh tôn là huyễn, quang đạo không phải sở trường của hắn, nhưng dõi mắt khắp thiên hạ, ai có thể hơn hắn trong phương diện này. Mà thân là thánh nhân, số lượng đại đạo mà hắn lĩnh ngộ đâu chỉ có hai. Như vậy, tuy không thể ngăn chặn hoàn toàn đạo đồ của tu sĩ khác, nhưng vẫn có thể khiến đạo nghiệp của mọi người rơi xuống gần bằng không. Dưới uy quyền như vậy, thánh nhân nhất ngôn cửu đỉnh, pháp thuật thần thông gì đều nằm trong lòng bàn tay, đúng là số lượng không thể đối phó được. Vì vậy lang gia mới nói, đối phó với thánh nhân là vấn đề về đạo cảnh, nếu đúng đường thì 20 vị nhân hoàng cũng đủ, nếu sai đường thì 2000 cũng vô dụng. Chương 754, Cầu Viện, 3. Thời khắc này, sau khi hiểu rõ mọi chuyện,
Ninh Dạ hồi tưởng Thất Dạ Thần Quân kia, đột nhiên cảm thấy mọi chuyện không đáng sợ như mình đoán. Nếu Thất Dạ Thần Quân kia nói thật, hắn tu đại đạo chư thiên luân hồi tinh tượng, thế thì cực kỳ châu bò, vô địch thiên hạ. Nhưng tu sĩ thiên tầm hầu như không ai đi theo đường này, nói cách khác thì hầu như không thể bị hắn hạn chế. Đạo này của hắn chỉ là khiến cho thực lực của bản thân không bị suy yếu ảnh hưởng trong hư không vô tận. Thế nhưng không thể khống chế trực tiếp tu sĩ thiên tầm, sẽ không hạn chế tu sĩ thiên tầm phát huy năng lực. Như vậy tức là, lực lượng của nhiều người vẫn có tác dụng, tốt lắm. Nhưng biết điều này thôi còn chưa đủ, vì vậy Ninh Dạ nói, vậy nếu thánh nhân tu luyện theo đại đạo chư thiên luân hồi tinh tượng, lại quyết đấu trong hư không, trong tình huống đạo không tương khắc, liệu có sức chống đỡ hay không? Lang gia thánh tôn nhìn y với ánh mắt đầy thâm ý, còn nói ngươi không muốn gây sự với Tử Cực. Sao ngươi không nói thẳng là thánh nhân thiên đạo luôn đi? Hả? Ninh Dạ ngơ ngác, nhưng tưởng tượng lại cũng đúng. Tử Cực thánh tôn tu luyện theo đại đạo kiếp lôi, là thiên kiếp thiên lôi tiếp cận thiên đạo nhất, Thất Dạ thần quân tu luyện đại đạo chư thiên luân hồi tinh tượng, cũng là tiếp cận thiên đạo nhất. Mẹ nó, thế nên sư tổ nhận định luôn là ta định đối phó với Tử Cực. Được rồi, người muốn hiểu như vậy cũng không sao. Ninh Dạ mỉm cười nói, chỉ hứng thú chút thôi. Lang gia thở dài, có chí hướng là chuyện tốt, chỉ e dã tâm quá lớn, ngược lại làm hại bản thân. Bây giờ ngươi mới là vô cấu, sao phải nghĩ xa như vậy? Ninh Dạ đáp, tiên lộ như dãy núi trùng điệp, chí cao chính là đỉnh núi. Bất luận có lên tới đỉnh núi hay không, ít nhất nó ở trong lòng chúng ta. Câu này khiến Lang gia chấn động. Hắn gật đầu, được, nói hay lắm. Nếu thế, ta hỏi ngươi, ngươi đã biết cảnh giới thứ bảy là thánh, cũng là người đứng đầu trong một đạo, vậy ngươi có biết cảnh giới thứ tám là gì không? Vấn đề này làm khó Ninh Dạ, khiến trong lúc nhất thời Ninh Dạ cũng không biết nên nói gì. Đúng vậy, cảnh giới thứ bảy đã tới mức độ này, vậy cảnh giới thứ tám chúa tể là cái gì? Cảnh giới thứ chín trong truyền thuyết hay thậm chí không tồn tại là ra sao? Ninh Dạ không biết đáp án, không thể đáp lời. Lang gia đã nói, đại thiên tiên giới, chính phản thế giới, cách xưng hô đối với cấp độ tu hành đều nhất trí, cảnh giới thứ sáu là hoàng, là đỉnh điểm trong con người, cảnh giới thứ bảy là thánh, tức là đỉnh điểm trong đạo, tới cảnh giới thứ tám, cho dù ở đâu cũng gọi là chúa tể. Đây có phải trùng hợp không? Trong vấn đề này Ninh Dạ cũng có một số quan điểm. Y cũng từng có nghi hoặc như vậy, trong hư không có vô số tinh giới, có một số chưa từng liên hệ, vì sao phân, chia cảnh giới lại giống nhau? Nhưng sau đó y tìm được đáp án. Y nói, vì tiêu chuẩn của thiên đạo, chia thành lưỡng giới mà thống nhất. Ta hiểu rồi, ý của sư tổ là, chúa tể mang ý nghĩa thật sự trưởng quản đại đạo, tức quân hoàng của đại đạo. Lang gia thánh tôn lại kinh ngạc, thằng nhóc nhà ngươi, tuổi không lớn mà kiến thức phong phú nhỉ. Này, ngươi không phải vị đại năng nào chuyển thế đấy chứ? Rốt cuộc hắn cũng thấy nghi hoặc. Nhưng nhìn khắp thế giới cũng không có vị đại năng nào có thể chuyển thế thành yêu nghiệt như Ninh Dạ. Ninh Dạ cười hì hì, bản thân ta cũng từng có nghi ngờ nào đó, có lẽ anh linh của một vị đại nhân nào đó còn một ý niệm chưa tiêu tác, nhập vào người ta, giúp ích cho ta. Lang gia cười ha hả lắc đầu, có lẽ vậy, cũng có thể không, đều không quan trọng. Chỉ cần ngươi còn là đồ tôn của ta, chỉ cần ngươi còn quan tâm tới thế giới này, giúp đỡ cho chính đạo, thế thì không có vấn đề gì. Như vậy ngươi có biết khác biệt giữa người đứng đầu và chúa tể của một đạo là gì không? Ninh Dạ suy nghĩ rồi nói, cửu thánh ban bố đại đạo ở thiên trung giới, có thể hiểu thế này, nếu ở những tinh giới khác ngoài thiên trung giới, sức ảnh hưởng sẽ không còn lớn. Người đứng đầu một đạo vẫn có hạn chế về tinh giới, nhưng nếu là chúa tể. Ta hiểu rồi, lực lượng của chúa tể là lan khắp ngàn vạn tinh giới, thật sự là chủ nhân một đạo. Lang gia cười ha hả, tuy không đúng lắm nhưng cũng không xa, ngươi cũng có thể cho là như vậy. Chính vì thế, cùng một đạo đồ có thể xuất hiện nhiều vị thánh nhân, chỉ cần không ở trong cùng một tinh giới là được. Nhưng một đạo chỉ có một chúa tể, vĩnh viễn chỉ có một, không thể tồn tại người thứ hai. Ý của Lang gia thánh tôn rất rõ ràng, hắn là người đứng đầu huyễn đạo, nhưng giới hạn trong thiên trung giới. Nếu sử dụng muốn dùng huyễn đạo thành thánh, chỉ cần tới thế giới cấp 7 khác không có thánh nhân huyễn đạo là được. Nhưng một khi có chúa tể huyễn đạo, thế thì tinh la vạn giới sẽ không có chúa tể huyễn đạo thứ hai xuất hiện. Ninh Dạ vốn định hỏi vấn đề liên quan tới Thất Dạ thần quân, nhưng thời khắc này lại bị lời nói của Lang gia thánh tôn kéo lệch khỏi chủ đề.
lấy làm lạ nói, nhưng nếu nói theo hướng này, thế chẳng phải cách làm sáng tạo thế giới cấp 8 của Nhật Diệu Thánh Tôn chắc chắn không thể thành công. Cảnh giới thứ 8 là chúa tể của một đạo, nắm giữ tinh la vạn giới, nói cách khác muốn trở thành chúa tể thì không thể chỉ ở trong một tinh giới, căn bản không thể có thế giới cấp 8. Thế giới cấp 8 thật sự chỉ có một, chính là tinh la vạn giới. Chỉ có đặt mình trong thế giới siêu cấp này mới có thể tạo ra cấp bậc chúa tể. Lang Gia Thánh Tôn gật đầu, đúng là như vậy, vì vậy đây chỉ là bước đầu tiên để đi lên cảnh giới thứ 8 mà thôi. Mưu đồ của Nhật Diệu không phải là thế giới cấp 8, đây là chuyện không thể. Nhưng ít nhất hắn có thể khiến thiên trung giới ta trở thành thế giới cấp 7 mạnh mẽ nhất. Như vậy mới có cơ sở để bước ra bước tiếp theo. Hóa ra là thế, chuyện chế tạo thế giới cấp 8 vốn không tồn tại, chẳng qua chỉ là lên tới đỉnh điểm của cấp 7 sau đó lại mở rộng tiếp. Nghĩ vậy, Ninh Dạ đột nhiên hiểu ra, e là bản thể của Nhật Diệu Thánh Tôn kia đã chu du vạn giới từ lâu, chắc chỉ để lại phân thân ở đây. Nhưng chuyện này không liên quan tới mục tiêu hiện giờ của y. Ninh Dạ đang định hỏi tiếp thì Lang Gia đã lên tiếng. Nhưng ngươi có biết, những thứ vừa rồi đều là lẽ thường, luôn có một số trường hợp đặc thù, không hợp lẽ thường. Ninh Dạ ngẩn người, ý sư tổ là. Lang Gia trả lời, nếu trực tiếp tu luyện thiên đạo, vậy thì khái niệm thánh tôn trong một loại đại đạo, hay chúa tể của một loại đại đạo, lại hoàn toàn khác. Nghe hắn nói vậy, Ninh Dạ lập tức hiểu ra. Đúng rồi, kể cả Lang Gia Thánh Tôn, trong cửu thánh phần lớn mọi người chỉ tu luyện chi nhánh bên dưới thiên đạo. Dù sao mục tiêu là thành tựu trong nhánh cũng dễ dàng hơn một chút. Nhưng nếu nhắm thẳng vào bản nguyên thì sao? Thế thì khái niệm lại khác. Bản thân bản nguyên thiên đạo đã là ở khắp nơi trong tinh la vạn giới, hiểu theo cách này thì một khi trở thành thánh tôn của đạo này, uy lực cũng mở rộng ra khắp nơi, chẳng khác nào trực tiếp lên thành chúa tể. Thế thì tự mâu thuẫn. Như vậy trong cửu thánh có ai tu thẳng thiên đạo không? Có, Tử Cực Thánh Tôn. Đại đạo kiếp lôi của hắn chính là thiên ý, là biểu hiện của tu thẳng thiên đạo. Còn cả Thất Dạ Thần Quân, hắn cũng vậy. Như vậy, Ninh Dạ thầm tỉnh ngộ, y dứt khoải hỏi luôn về Tử Cực Thánh Tôn. Như vậy lực khống chế của Tử Cực Thánh Tôn trong đạo này kém xa lực khống chế của các thánh tôn khác trong đạo của mình. Lang Gia Thánh Tôn cười lạnh, nếu hắn thành thánh trong đạo của mình, ngươi nghĩ khi đó ngươi có thể dễ dàng lợi dụng thiên đạo sát cục như vậy à? Nghe hắn nói vậy, Ninh Dạ cười phá lên, yêu cầu lớn nên thành quả lại yếu. Tử Cực Thánh Tôn mưu toan cao xa, nhưng cấp độ vẫn kém sư tổ quá nhiều. Lang Gia hừ một tiếng nói, nhưng vẫn không phải là loại ngươi có thể mưu toan nhúng chàm. Ninh Dạ cúi rạp người, đa tạ sư tổ chỉ điểm, đệ tử hiểu rồi. Từ nay trở đi ta sẽ chăm chỉ tu hành, không gây chuyện thị phi nữa. Lang Gia cười lạnh, ta không tin, nhưng chỉ cần ngươi có thể tự dẹp yên mọi chuyện, ta cũng không phản đối. Nói xong vẫy phất trần, tỏ ý tiễn khách. Các bạn đang nghe chuyện Thiên Cơ Điện của tác giả Duyên Phận Không tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 755, Kim Sa. Trong hư không, một trận chiến đấu vô hình đang triển khai. Thiên Tầm đang không ngừng lùi về phía một tinh giới nào đó, phía sau là bóng tối thâm thúy vô tận, chỉ thi thoảng có hào quang lóe lên, đó là Ninh Dạ phóng thích Thiên Khiển Chi Quang. Thiên Khiển Chi Quang tạo thành một vệt sáng dài sau lưng Thiên Tầm, kéo dài cả ngàn vạn dặm, như sao chổi quét qua hư không. Ninh Dạ cũng không hy vọng công kích như vậy có thể ảnh hưởng gì tới Thất Dạ Thần Quân, thậm chí còn không thể đánh trúng mục tiêu. Nhưng ánh sáng này là chỉ dẫn, tất cả các tu sĩ nhân hoàng khác sẽ bố trí cạm bẫy thủ đoạn theo đường bay của Thiên Khiển Chi Quang. Các loại thần thông, tiên pháp dồn dập đặt xuống, nếu nhất định phải so sánh thì là vừa bay vừa đặt bom. Bom này không thể gây trở ngại gì nhiều đối với Thất Dạ Thần Quân, nhưng ít nhất có thể ảnh hưởng tới tốc độ của hắn, khiến hắn không thể di chuyển quá nhanh. Hai bên cứ thế truy đuổi nhau. Từ đầu đến cuối, các tu sĩ Thiên Tầm chưa thật sự chứng kiến chân thân Thất Dạ Thần Quân, cũng không thấy được. Chiến tranh cứ thế triển khai trong hư không theo cách quỷ dị và tĩnh lặng như vậy, ngươi đuổi ta cản, chớp mắt đã mười mấy năm. Trong mười mấy năm đó, Thất Dạ Thần Quân cũng dùng hết các loại thủ đoạn, ý đồ ngăn cản Thiên Tầm lại, nhưng lần nào cũng bị Ninh Dạ nhận ra. Cũng có thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi đó bọn Ninh Dạ tiếp cận một tinh giới, đó là một ngôi sao tịch mịch không một bóng người, có lửa cháy quanh năm suốt tháng, cũng không có tu sĩ. Vốn tưởng rằng chỉ đi ngang qua,
Không ngờ khi tiếp cận, tinh giới kia đột nhiên nổi sóng, ngọn lửa ngập trời xông ra ngoài tinh giới, quét tới thiên tầm. May mà trên thiên tầm còn đại trận bảo vệ, tất cả tu sĩ dốc toàn lực xuất thủ mới chống cự được, nhưng bản thân tu sĩ trên thiên tầm cũng hao tổn nghiêm trọng, phải phí bao công sức mới bù đắp được. Chuyện này cũng củng cố thêm cho lời nói đại đạo chư thiên luân hồi tinh tượng của Thất Dạ thần quân, khiến mọi người không dám tiếp cận bất cứ tinh giới nào nữa, chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Chuyện này cũng khiến trận chiến tranh này cứ như tu sĩ thiên tầm đang chống cự lại ông trời, tất cả nguy cơ đều xuất hiện theo hình thức tự nhiên. Đối mặt với tình huống như vậy, mọi người chỉ có thể kinh hãi trước sự đáng sợ của thánh nhân, có lúc lại nghĩ năm xưa các lão tổ tổng giải quyết được tên thánh nhân trọng thương kia đúng là quá may mắn. Chỉ cần trạng thái của thánh nhân kia khá hơn một chút thôi, e là toàn bộ trường thanh giới sẽ gặp xui xẻo. Bôn ba suốt thời gian dài như vậy, đối với tất cả tu sĩ thiên tầm cũng là một loại dằn vặt. Mỗi người đều mong chờ Ninh Dạ sẽ tìm ra phương pháp đối phó, nhưng đại đa số thời điểm Ninh Dạ chỉ vạch trần nguy cơ cho mọi người. Sử dụng thiên khiển chi quang một chút, thời gian còn lại là cảm ngộ luồng phân thần thánh nhân kia. Thất Dạ thần quân phạm sai lầm, có lẽ cho rằng mình có thể khiến Ninh Dạ dao động, vì vậy phái một luồng phân thần tới, kết quả rơi vào tay Ninh Dạ. Thứ này cũng trở thành chỗ dựa lớn nhất của Ninh Dạ. Căn cứ theo lời Lăng Gia Thánh Tôn, chỉ cần tìm dược bí mật đạo đồ của Thất Dạ thần quân, tiếp đó có thể tìm ra phương pháp đối phó với hắn. Nhưng vấn đề ở chỗ, cho dù chỉ là một luồng phân thần, nhưng muốn cảm ngộ, bí ẩn trong đó vẫn quá khó khăn. Mấy năm gần đây Ninh Dạ vẫn luôn suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, nhưng mãi vẫn không có tiến triển. Điểm chết người nhất là, đây là nguyên thần của thánh nhân, vì vậy y thậm chí không thể tới hỏi Lăng Gia Thánh Tôn, bằng không chắc chắn Thánh Tôn sẽ biết có vấn đề. Nhưng Ninh Dạ cũng không lo lắng, y biết chắc chắn mình sẽ giải quyết được. Lòng tin này không phải không có nguyên nhân, mà vì Ninh Dạ đã hiểu được ý nghĩa của khí vận thiên đạo. Thiên đạo che chở, chắc chắn sẽ cho y cơ hội, vấn đề duy nhất là mình phải tự nắm bắt. Nhưng rốt cuộc cơ hội này ở đâu? Mười mấy năm qua, bản thân đã bỏ qua hay vẫn chưa đến? Trong vấn đề này thì Ninh Dạ lại không tự tin mấy. Hôm nay vẫn cầm nguyên thần quan sát tỉ mỉ, trong lòng lại xuất hiện câu nói này. Đang lúc suy nghĩ, đột nhiên ánh mắt Ninh Dạ sáng bừng lên. Ồ, thiên trung giới, đã cách sự kiện Nguyệt Hoa Hải Châu 30 năm. Nguyệt Hoa Tiên Tôn không tới trả thù Ninh Dạ, Tử Cực Cung cũng không gây sự với y, cứ như mọi chuyện trong quá khứ đều trôi qua. Thế nhưng thiên trung giới rộng lớn như vậy, luôn có rất nhiều chuyện diễn ra. Bãi Kim Hà. Đây là một bãi sông lớn ở phía Tây, hoang vu tĩnh mịch, hiếm ai qua lại. Ông lão họ Khổng đang đánh xe đi trên bãi cát, trên xe chất đầy gia sản của hắn, một bộ chăn đệm, vài món y phục rách rưới và một cái cuốc chim. Sông Kim Thủy được ánh mặt trời chiếu rọi, lóng lánh hào quang vàng kim. Rực rỡ mê người, lão Khổng nheo mắt nhìn bãi sông, miệng ngâm nga điệu dân ca nông thôn. Đột nhiên một luồng sáng vàng kim xuất hiện trong mắt lão. Là người đào vàng kinh nghiệm phong phú, lão Khổng nhanh chóng ý thức được điều gì. Hắn nhanh chóng dừng xe, chạy thẳng về phía ánh kim vừa lóe lên, nhanh chóng quỳ xuống bên bờ sông, giơ tay bới thứ gì đó. Hắn nhanh chóng kéo ra một vật thể lấp lánh ánh vàng, rõ ràng đây là một khối vàng. Vàng, ha ha vàng, lão Khổng vui vẻ cười ha ha. Một khối vàng rất lớn, nhìn vẻ ngoài thì chất lượng cũng không tệ, phát tài rồi. Tuy tu giới dùng linh thạch làm tiền tệ chủ yếu, nhưng ở nhân gian vàng vẫn là loại tiền tệ thông dụng. Do linh thạch có giá trị cao hơn một bậc, trong phàm giới thì vàng lại không có giá trị và địa vị quá cao, cho nên hiệu quả lưu thông càng tốt hơn. Trong mấy năm gần đây, rõ ràng sản lượng vàng tăng vọt, dẫn tới không ít người đãi vàng phát tài, nhưng cũng càng cạnh tranh. Lão Khổng lớn tuổi rồi, không cạnh tranh được với người trẻ tuổi, chỉ có thể tới khu vực hạ du đã bị khách đãi vàng đào hết để kiếm chút cơm thừa canh cạn. Hắn không hy vọng mình sẽ may mắn phát hiện ra thứ gì, không ngờ lại có thu hoạch khổng lồ như vậy. Chuyện này khiến lão cực kỳ hưng phấn. Nhanh chóng gói vàng lại, lão Khổng đang định rời khỏi, chợt thấy phía xa lại có ánh kim lóe lên. Còn nữa, lão Khổng hưng phấn lao tới, nhanh chóng đào bới, quả nhiên tìm được khối nữa, thậm chí còn lớn hơn khối trước. Tuyệt quá, lão Khổng kích động tới mức run lẩy bẩy. Chẳng lẽ nơi này còn một mỏ vàng lớn? Vô lý, nơi này đã bị vô số người đào rồi, mãi tới khi đào gần hết vàng thì mọi người mới rời khỏi,
sao lại để sót khối vàng lớn như vậy? Hơn nữa nơi này là bãi sông, phải là cát vàng mới đúng, không lý nào một khối vàng lớn như vậy lại tồn tại tới tận ba ga. Nhưng lòng tham che mắt, mất đi lý trí, lão Khổng điên cuồng tìm kiếm. Lần này rốt cuộc lão cũng thấy, ngay cách bãi sông không xa, có một tảng đá lớn, đứng sừng sững. Khi cuốc chim của lão bổ xuống, vỏ đá nứt ra, ánh vàng lấp lóe bên trong. Một khối vàng cao ngang thân người, thật không thể tin được, lão Khổng nhào tới như điên. Chết tiệt, ta phải làm thế nào mới có thể di chuyển nó? Lão đang hạnh phúc, đột nhiên thấy trong bãi sông bốc lên lượng lớn hào quang vàng kim. Đây là, chỉ thấy vô số cát vàng tuôn ra từ đáy sông, quét tới như sóng biển. Trời đất ơi, lão Khổng trợn tròn mắt. Lão bất chấp tất cả nhào tới, thấy cát vàng hóa thành cơn sóng hoàng kim vô biên ập đến. Khoảnh khắc đó, cuối cùng lão Khổng cũng tỉnh ngộ, sợ hãi. Không, lão hét lớn một tiếng, cát vàng cuồn cuộn, đã nhấn chìm lão. Chương 756, Tham Lam. Cực quang đảo, Ninh Dạ trong lòng máy động, y ra khỏi tĩnh thất, nhìn về phía tây. Khẽ cau mày một cái, sau đó lại giãn ra, cuối cùng cũng có động tĩnh à, không biết là gì đây. Trong lòng y đang suy tư, đột nhiên xung quanh có dị động, hồ nước sau lưng đột nhiên nổi sóng. Gợn sóng kia hóa thành hình người, chính là Lang Gia nữ đế, Quy Linh Nương. Thấy Quy Linh Nương xuất hiện, Ninh Dạ cúi người, sư phụ. Quy Linh Nương đã nói, Tây vực xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Quy Linh Nương không nói câu nào, chỉ vung ống tay áo. Ninh Dạ chứng kiến một cơn sóng cát vàng cuốn tới, nhanh chóng quét qua xung quanh, những nơi nó đi qua, vạn vật hóa vàng. Hóa ra là cái này. Ninh Dạ nói là Ác Sát Ma Tổ, hắn hành động rồi. Nhanh hơn một chút so với tưởng tượng của ta, phương thức cũng không đúng. Quy Linh Nương nói, Ác Sát Ma Tổ bố trí đại đạo kim hành ở thiên trung giới, mọi người cũng biết chắc chắn hắn sẽ có hành động, nhưng không ngờ mở màn lại như vậy. Ninh Dạ nói, vạn vật hóa kim, trải khắp ngàn dặm, vừa ra tay đã là một chiêu rất lớn, vấn đề ở chỗ mục đích của hắn là gì. Quy Linh Nương nói, đạo của thánh nhân, cả ngươi lẫn ta đều không dễ gì thăm dò được. Ta đã thỉnh giáo sư phụ nói đây là điềm báo Ác Sát Ma Tổ sắp xâm lấn, hắn đang chuẩn bị tiến vào lần nữa. Ma đầu phản giới muốn vào chính giới, đây không phải chuyện hiếm thấy, nhưng chiến đấu trong lòng địch xưa nay luôn rất bất tiện, trong đó hoàn cảnh là nhân tố địa lợi tự nhiên. Chính vì vậy, trước khi xâm lấn, rất hư ma đầu sẽ cải tạo thành một hoàn cảnh có lợi cho mình. Đại đạo của Ác Sát Ma Tổ là ở kim, kim hóa cả một khu vực, tạo thành chiến trường có lợi cho mình, cũng không phải là lạ. Vấn đề căn, bản của thiên trung giới không phải hoàn cảnh mà là người. Nơi này có 9 vị thánh tôn. Cho dù ngươi biến toàn bộ thiên trung giới thành lĩnh vực của ngươi, 9 vị thánh tôn liên thủ cũng có thể đè bẹp ngươi. Chỉ dựa vào ban bố đại đạo kim hành mà đối phó với cửu đại thánh tôn, kể cả là ma đầu thì đầu óc cũng không thể đơn giản như vậy được. Lại nghe Ninh Dạ nói, chắc chắn không đơn giản như vậy. Quy Linh Nương ừ một tiếng, các vị thánh tôn đã ra tay ngăn cản kim đạo lan tràn, thế nhưng tình huống hiện tại còn chưa rõ, chúng ta nghi ngờ ma giới còn có thủ đoạn khác, cần điều tra thêm. Phái ta đi, người đang trực lần này là Tử Cực Thánh Tôn. Ninh Dạ bật cười, nghe rất trùng hợp, có lẽ không phải trùng hợp. Quy Linh Nương nói, nếu ma đầu lẻn vào năm xưa đã biết tới ngươi, thế thì lựa chọn thời cơ này cũng rất bình thường. Ninh Dạ không hề chậm trễ, gật đầu nói, nếu thế, để ta qua xem thử, phải tự cẩn thận. Theo quy củ thượng giới, trừ phi phát sinh đại sự, trong tình huống bình thường, chưa tới lượt mình quản lý thì các thánh tôn khác sẽ không xuất thủ. Tức là hoặc ta bình an vô sự, hoặc sẽ là đại sự. Quy Linh Nương cũng mỉm cười, ngươi hiểu là tốt rồi. Nói xong nước trong hồ hạ xuống, Quy Linh Nương đã biến mất không còn bóng dáng. Ninh Dạ lại cúi đầu suy tư, Ác Sát Ma Tổ. Thánh tôn cấp 7, ha ha, không tệ không tệ. Tiếp đó y không chần chừ, gọi Lâm Lang tới nói, để Tiểu Phàm đi với ta, nàng và những người khác ở lại đây. Lâm Lang lo lắng nói, chỉ có chàng và Tiểu Phàm thôi à. Chuyện lần này nguy hiểm, đông người lại không ổn. Nếu không phải tình huống của Tiểu Phàm khá đặc biệt, ta cũng không muốn mang hắn đi. Cứ như vậy đi, các ngươi canh nhà là được, yên tâm, ta không sao đâu. Lâm Lang gật đầu kiên định. Mấy ngày sau, Ninh Dạ dẫn theo Giang Tiểu Phàm đi tới bãi Kim Hà.
nơi này đã hoàn toàn biến thành vùng trời kim loại. Không chỉ vàng bình thường, còn có một số kim loại đặc thù, thậm chí có cả tài nguyên linh kim đặc biệt khá hiếm thấy trong tu giới. Cảm giác như một kho báu lộ thiên, mặc cho tu sĩ tới lấy. Đương nhiên tu sĩ cũng không phải là ngốc, thực tế là trong tình huống này không có ai tới đây, phạm vi vạn dặm cũng không một dấu chân người. Có lẽ do lòng tham quấy phá, ngoài rìa kho báu kim loại này có không ít tu sĩ đứng quan sát, ai nấy ngó nghiêng ráo rác nhưng chỉ muốn người khác đi trước dò đường để bản thân tìm kiếm cơ hội. Cho nên khi Ninh Dạ đi tới, y cảm thấy như mình vừa đến một động thiên phúc địa nào đó sắp được khai phá, mọi người đều đang đợi cơ hội tìm bảo vật. Thật ra không cần phải tìm nhìn đâu cũng là bảo vật. Ninh Dạ tìm một chỗ trống rồi nói với Giang Tiểu Phàm, có cảm giác gì không? Giang Tiểu Phàm nhắm mắt tra xét trong chốc lát rồi lắc đầu nói, không cảm nhận được gì, nhưng không biết vì sao, trong lòng luôn có cảm giác bất an. Ninh Dạ lại lắc đầu, ngươi bất an là, vì trước khi tới đây ngươi đã biết nơi này có vấn đề chứ không phải ngươi nhận ra vấn đề, đây chỉ là kết quả do ngươi nghi thần nghi quỷ mà thôi. Đạo về vấn thiên bói toán, kiêng kỵ nhất là trong lòng có tạp niệm, bản thân đã có ý nghĩ từ trước. Cho dù có pháp môn hỏi chuyện ông trời, cũng khó mà phân biệt thật giả, khiến cho chiếc lá che mắt, khó nhìn được chân tướng. Giang Tiểu Phàm ngượng ngùng, sư phụ dạy rất đúng. Vậy trong chuyện này, nơi này không có bất cứ nguy hiểm nào. Ninh Dạ nói, nói xong y đáp xuống dưới, Giang Tiểu Phàm cũng theo đó hạ xuống. Vô số tu sĩ trên bầu trời chứng kiến cảnh tượng này, dồn dập cười thầm, cuối cùng cũng có chim non đi trước. Chỉ thấy Ninh Dạ trực tiếp hạ xuống á mạc vàng kim này, không buồn nhiều lời, vung tay lên. Gió nổi lên hóa thành xúc tu vô biên, dồn dập thu hồi những liều mạng loại hiếm có, y đi tới đây là như gió thu quét lá rụng. Thấy y như vậy, Giang Tiểu Phàm không hề khách khí thu nhận theo. Các tu sĩ trên bầu trời vẫn khá cẩn thận, chỉ quan sát Ninh Dạ chứ không đáp xuống. Giang Tiểu Phàm vừa thu lượng vừa hỏi, sư phụ, những tinh kim này có phải là thật không? Ninh Dạ cười nói, đương nhiên là thật, đây là đạo lực hiển hóa, là thiên địa quy tụ, biến hóa này là chân thực, vượt xa pháp thuật bình thường. Làm mau mau lên, đợi lát nữa đám người kia sẽ không nhịn được hạ xuống. Nghe y nói vậy, Giang Tiểu Phàm không hề khách khí, hai thầy trò trắng trợn thu lượm, đi tới đâu là vơ sạch bảo vật tài nguyên, không để lọt cái nào. Tuy nói sa mạc vàng này cực kỳ hùng vĩ, diện tích rộng lớn, trong lúc nhất thời hai thầy trò Ninh Dạ cũng không thể lấy hết được. Nhưng thấy hai người phát tài, nhưng người khác chỉ có thể đứng nhìn, không nhịn được nôn nóng hẳn lên. Có người thầm nghĩ, có tai họa gì thì mau mau xuất hiện đi. Nhưng tai họa vẫn không chui ra, trong lòng càng lúc càng khó chịu. Cuối cùng có tu sĩ không nhịn nổi nữa, hô to, để ta. Một cơn cuồng phong bùng lên, ầm ầm lao xuống, cùng vơ vét tài nguyên linh kim cùng thầy trò Ninh Dạ. Lúc này tài nguyên trong sa mạc vàng kim vẫn rất nhiều, cũng không tới mức mọi người phải tranh giành, vì vậy mọi người tự lấy phần mình. Thấy vẫn không sao, càng nhiều người dồn dập hạ xô. Cuối cùng lòng tham như cơn sóng quét qua trong lòng mỗi tu sĩ ở đây, tất cả mọi người dồn dập hạ xuống. Sa mạc vàng kim tiếp đón vô số tu sĩ ùn ùn kéo tới, tham gia tranh giành bảo vật. Chuyện này khiến Giang Tiểu Phàm tranh đoạt cũng khó khăn hơn. Nhưng lúc này Ninh Dạ lại nói, nguy cơ sắp tới, đi được rồi. Cái gì? Giang Tiểu Phàm sửng sốt, sư phụ, chẳng phải người nói không có nguy hiểm à? Mỗi lúc một khác. Ninh Dạ mỉm cười, sư phụ tặng ngươi một câu, khi mọi người sợ hãi thì ta tham lam, khi mọi người tham lam thì ta sợ hãi. Mọi chuyện luôn thay đổi, trước đây không có nguy hiểm không có nghĩa hiện tại không có. Còn không đi, khéo đi không được đâu. Nói xong kéo Giang Tiểu Phàm bay lên bầu trời. Các bạn đang nghe chuyện Thiên Cơ Điện của tác giả Duyên Phận Không tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 757, Uy Năng Vô Hạn 1. Hai thầy trò bay thẳng lên trời, lại trở lại chân trời. Giang Tiểu Phàm nhìn bên dưới, thấy một loạt tu sĩ vẫn đang tranh giành tài nguyên, có lúc còn đánh nhau vì cùng để ý tới một khối linh kim nào đó. Chuyện này khiến bên dưới càng thêm náo nhiệt, nhưng nguy cơ mà Ninh Dạ vừa nói vẫn chưa tới. Giang Tiểu Phàm nghi hoặc, sư phụ, người nói nguy cơ sắp tới cơ mà, sao vẫn không thấy đâu. Ninh Dạ ừ một tiếng, dính tới đại năng cấp 7, sư phụ làm sao tính toán nguy cơ chính xác được. Yên tâm đi,
chắc chắn nguy cơ sẽ đến. Giang Tiểu Phàm chưa từng nghi ngờ Ninh Dạ, chỉ nhìn đám người phát tài bên dưới, không nhịn được nói, nhưng thật đáng tiếc, đi sớm một chút, nếu chờ thêm một lúc có lẽ sẽ kiếm thêm được một chút. Ninh Dạ nhíu mày một cái, vớ vẩn, làm gì có chuyện tính toán tới tận cùng được. Trời còn lưu lại một đường, người phải lưu một giây, làm gì cũng không thể quá mức, cho dù cần tài nguyên tu hành cũng phải ghi nhớ không thể tham lam tới tận chút ít cuối cùng. Đại nạn sắp tới, nếu vẫn tính toán chi lợi ích vào món lợi nhỏ như vậy thì còn nói gì tới tương lai. Giang Tiểu Phàm tâm thần hoảng hốt, đồ đệ biết sai rồi. Đúng là bọn Ninh Dạ rời khỏi hơi sớm, nhưng Ninh Dạ không hối hận, càng tu hành tới mức độ cao thì càng phải hiểu đạo về tu hành khó lường ra sao. Cho dù y nắm giữ vấn thiên thuật cũng không thể tính toán không sai sót. Thời khắc này lặng lặng chờ đợi, một lát sau ngay cả Ninh Dạ cũng thấy nghi hoặc, chẳng lẽ ta đoán sai. Đột nhiên sa mạc kim loại bên dưới bỗng dấy lên một con sóng ngập trời. Cơn sóng vàng kim quét qua, cuồng bạo ngang ngược, chỉ thấy những tu sĩ còn lúi húi nhạt tài nguyên lập tức lóe lên ánh sáng kim loại. Sau đó ai nấy kêu la thảm thiết, trong người mọc ra gai sắc sừng nhọn, đã chuyển biến thành thiên la ác sát. Quả nhiên ác sát ma tổ đã xuất thủ. Tên này cũng là thánh tôn cấp 7, vừa ra tay đã kim hóa tất cả tu sĩ, cho dù cấp bậc vô cấu cũng không cách nào thoát khỏi. Chỉ có tu sĩ Niết Bàn miễn cưỡng chống cự được, thân thể vừa hóa kim loại vừa bay lên bầu trời. Nhưng càng bay thì thân thể càng nặng, linh khí trong cơ thể ngừng vận chuyển, trong lòng biết không ổn, dồn dập thi triển thủ đoạn giữ nhà của mình ra, tiếp tục dãy dụ hòng thoát khỏi lao tù này. Với thực lực của bọn họ, nếu không có gì ngăn cản, có lẽ vẫn còn cơ hội trốn thoát. Nhưng ngay lúc này, chân trời đã xuất hiện ma vân đen kịt, khói đen cuồn cuộn, đã tạo thành một lao tù bằng ma vân ngay trên bầu trời sa mạc kim loại. Ngay cả vị trí của Ninh Dạ cũng bị vây khốn. Nhưng Ninh Dạ đã chuẩn bị từ trước, ngay khoảnh khắc dị biến xuất hiện đã dịch chuyển đi ngay, thoát khỏi nơi này trước khi lao tù ma vân tạo thành, nhưng vẫn ở gần đó, thờ ơ quan sát. Chỉ thấy, trong lao tù, vô số tu sĩ gào thét điên cuồng, gương mặt tuyệt vọng. Giang Tiểu Phàm đột nhiên nói, sư phụ, có gì đó không đúng. Nói đi. Ninh Dạ đáp, chẳng phải người nói những ma đầu kia hận người thấu xương à? Nếu là lao tù mà bọn chúng chuẩn bị, thế vì sao không nhắm vào người? Nhìn dáng vẻ bọn chúng, nơi này không có khe hở ma vực, đám ma đầu này là tiến vào từ trước, cũng chuẩn bị từ trước. Nếu thế ngay từ khi người xuất hiện trong sa mạc kim loại bọn chúng đã phải xuất thủ rồi chứ? Sao lại chờ tới hiện tại? Ninh Dạ cười phá lên, hỏi được câu này chứng tỏ ngươi đã trưởng thành rồi đấy. Vấn đề của ngươi chỉ nói lên một điều, lần hành động này không hoàn toàn là vì ta. Ta nghĩ những tu sĩ này mới là mục tiêu. Đương nhiên, nếu không có ta có lẽ bọn chúng còn chờ thêm một thời gian. Nếu không có Ninh Dạ đứng ra làm gương chắc chắn đám tu sĩ kia sẽ không hạ xuống nhanh như vậy. Tức là trong chuyện này Ninh Dạ đã giúp đám ma đầu kia một tay. Giang Tiểu Phàm đau buồn nói, thế chẳng phải là người hại bọn họ ư? Ngươi có thể hiểu như vậy, nhưng nếu không có ta, số tu sĩ sẽ càng nhiều, hại càng nhiều người. Ninh Dạ đáp, thế nhưng người, ta không cứu được. Ninh Dạ nói thẳng, ta không biết kế hoạch của bọn chúng, cũng không biết bọn chúng đang cần thứ gì, ta chỉ cố gắng đưa ra lựa chọn chính xác nhất trong tình hình trước mắt. Mà bây giờ cách làm chính xác nhất là để bọn chúng phát động trước, sau đó chúng ta lặng lẽ theo dõi biến hóa. Giang Tiểu Phàm nghe vậy thở dài, biến hóa nào đây? Ninh Dạ lại nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy chân trời đã có một luồng tiên phong vân vụ, lực lượng hùng vĩ giáng xuống, không biết là vị đại năng nào xuất thủ, một quầng sáng xanh thổi qua, quét sạch khói đen vô tận, bao phủ xuống dưới. Thế là Giang Tiểu Phàm đã hiểu, đúng là Ninh Dạ đang dùng đám tu sĩ kia làm mồi nhử, nhưng đại năng cũng dùng Ninh Dạ làm mồi nhử. Nhưng không ai ngờ, Ninh Dạ đi vào một lượt thì không sao, sau khi y đi ra ngoài mới xảy ra chuyện. Bây giờ các tu sĩ gặp nạn, có lẽ trong đó còn có môn hạ đệ tử nhà mình, đại năng nấp trong bóng tối không thể ngồi nhìn được nữa, đành phải ra tay cứu giúp. Đại lão sau lưng đã ra tay, những người đầu tiên trốn thoát là tu sĩ Niết Bàn. Ai nấy nhân cơ hội thoát khỏi ràng buộc lao thẳng lên tầng mây. Có kẻ lòng dạ nhỏ nhen có thù tất báo, thấy Ninh Dạ không việc gì lơ lửng trên không trung, trong lòng phẫn nộ, thằng nhãi thối tha kia, nếu không vì ngươi, sao chúng ta phải chật vật như vậy? Thần thông bùng phát, hóa thành uy thế như núi sông đập xuống người Ninh Dạ. Ninh Dạ cười lạnh,
Sao lúc đối phó với ma đầu không thấy ngươi hung ác như vậy? Không thấy y có động tác gì, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, cả Ninh Dạ và Giang Tiểu Phàm đã lập tức rời khỏi chỗ cũ, dễ dàng tránh được thần thông của tu sĩ kia. To gan lắm! Một tiếng quát vang lên, chỉ thấy một kim quang tháp đột nhiên xuất hiện, lại úp xuống người Ninh Dạ, còn truy sát. Ninh Dạ hạ giọng hừ một tiếng, loại không biết điều. Búng tay một cái, không trung xuất hiện ảo ảnh bầu trời đầy sao, tu sĩ vừa ra tay phát hiện mình khó mà phân biệt phương hướng đông tây. Sau đó thân thể nặng đần, cứ như mình không biết bay, linh khí trong người như ngưng tụ thành kim loại, khiến thân thể nặng trình trịch rơi thẳng xuống. Không, tu sĩ kia kêu la thảm thiết, nhưng ngay khoảnh khắc sau, kim sa đã hóa thành bàn tay chống trời vươn lên, tắm lấy tu sĩ niết bàn kia. Dưới uy lực vô biên của đại đạo kim hành, tu sĩ niết bàn hóa thành thiên la ác sát, quay sang ra tay với những tu sĩ khác. Thời khắc này sa mạc vàng kim đã biến thành chiến trường lưỡng giới, mà đối tượng tranh giành chính là những tu sĩ này. Một bên muốn chuyển hóa tu sĩ thành ma tộc, bên kia cứu giúp, mỗi bên thi triển năng lực của mình. Nếu chỉ xét tới uy lực, bây giờ chắc chỉ có một vị nhân hoàng ra tay, đương nhiên thấp hơn ác sát ma tổ, nhưng chân thân ma tổ chưa tới, uy lực cũng chưa phải mạnh nhất, nhân hoàng còn ứng phó được. Nhưng chẳng bao lâu sau lại có vài vị nhân hoàng xuất hiện, trên bầu trời xuất hiện từng gương mặt khổng lồ, còn có một người khá quen thuộc với Ninh Dạ. Chính là Nguyệt Hoa Tiên Tôn kia. Nguyệt Hoa Tiên Tôn nhìn Ninh Dạ đầy thâm ý, cuốn theo vô số hào quang Nguyệt Hoa úp thẳng xuống dưới, ma đầu, nhận lấy cái chết. Ngươi còn biết kiềm chế cơ đấy. Ninh Dạ cười khẽ, nhưng lại kéo Giang Tiểu Phàm lùi lại thật xa. Người vừa tới có thực lực rất mạnh, có lẽ uy lực sẽ lan tỏa rộng hơn. Mà mỗi lần Ninh Dạ lùi lại đều rất vừa vặn, lúc nào cũng ở sát ngoài rìa uy lực, tiến thêm một bước thì trời long đất lở, lùi lại một bước thì chẳng thấy được gì. Ngay cả Nguyệt Hoa Tiên Tôn cũng phải thán phục, thằng nhãi này ước lượng khoảng cách quá chuẩn, người khác chỉ có thể than thở. Nhưng Thánh Tôn đã tính trước được cục diện hôm nay, ngươi tưởng ngươi thoát được sao? Trong lòng nghĩ vậy, ra tay càng lúc càng hung hãn, vì vậy sa mạc kim loại trải dài vạn dặm đều trở thành địa điểm hoành hành của các đại năng. Chương 758, Uy năng vô hạn 2. Trên bầu trời xa xôi, đủ loại khí tượng bao phủ, cảm giác như các đại năng đã giết tới đỏ cả mắt, vô số ánh sao chiếu xuống, thần thông ùng hoành. Đại năng đỉnh phong quay đầu, cục diện hùng vĩ, uy thế dữ dội, khiến Giang Tiểu Phàm không khỏi tặc lưỡi than thở. Ninh Dạ đã quen với cảnh tượng này, đương nhiên không hề để ý, chỉ không ngừng bấm ngón tay suy tính. Vấn Thiên Thuật lại bị tu vi hạn chế, khó mà biết được tương lai. Nhưng càng khó nhận biệt càng hiểu rõ hơn cục diện hùng hồn trước mắt vẫn chỉ là mở màn, món chính còn ở phía sau. Đối với Ninh Dạ mà nói, điều y cần làm là suy tính chuyện tiếp theo có thể xảy ra. Đây là điều rất thú vị. Vấn Thiên Thuật không tính ra được, nhưng kết hợp với suy luận, phân tích lại có thể làm được. Mà một khi loại suy luận này đạt tới cấp độ nhất định, bản thân, nó có thể hỗ trợ cho Vấn Thiên Thuật, khiến Vấn Thiên Thuật suy tính được kết quả nhất định. Nhưng điều quan trọng nhất không phải biết được tin tức gì mà là tăng cường Vấn Thiên Thuật của bản thân. Cũng như ngươi dùng số học tính toán về kinh tế, khi ngươi tính toán thành công, một mô hình cũng được thành lập, không chỉ hưởng lợi về kết quả dự đoán mà còn hỗ trợ cho năng lực của bản thân. Bây giờ Ninh Dạ cũng vậy, tình hình trước mắt, Vấn Thiên Thuật khó mà phát huy tác dụng, nhưng Ninh Dạ dùng trí tuệ bù đắp thiếu sót, cũng bù đắp cả Vấn Thiên Thuật. Vì vậy chỉ một lát sau Ninh Dạ đã đưa ra kết luận. Y nói, Tiểu Phàm cẩn thận, lát nữa sẽ có biến cố lớn, nhớ kỹ, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không phải hoảng, đừng hành động. Vâng, Giang Tiểu Phàm luôn nghe theo lời sư phụ, lập tức cẩn thận hẳn lên. Khoảnh khắc sau đã thấy toàn bộ biển kim loại hóa thành màu đen, hóa thành một dải kim loại đen kịt. Tiếp đó đống kim loại màu đen này ngưng tụ thành một khối, hóa thành một bức tượng kim loại đen xì, gầm thét lên không trung, vung quyền đánh tới. Cánh tay kia dài tới mức chạm đến cả chân trời, cảm giác như đổi hướng cái là đập được vào Giang Tiểu Phàm. Nếu không phải Ninh Dạ đã dặn dò, chắc Giang Tiểu Phàm đã lập tức lùi lại phía sau. Cho dù như vậy, chứng kiến thần uy hùng hồn của bức tượng, hắn vẫn thấy tim đập chân run, đối mặt với quái vật khổng lồ này, bản thân nhỏ bé như run rế. Hắn run rẩy nói, đây là Thánh Tôn, không phải Thánh Tôn nhưng có thể coi là một bức tượng thánh ma. Ninh Dạ tặc lưỡi than thở,
Ác Sát Ma Tổ ban bố đại đạo kim hành, quả nhiên đã có thành quả. Đây chính là một trong những hậu chiêu mà hắn lưu lại, lực lượng kim hành hội tụ làm một, tạo thành ma tượng bất diệt, chậc chậc, cái này so với. Y định nói so với cự ma khôi năm xưa mình từng thấy thì cường đại hơn vô số lần, nhưng cuối cùng lại không nói tiếp. Bức thánh ma tượng này là chính là Ác Sát Ma Tổ dùng căn cơ ban bố đại đạo nhiều năm biến thành, tuy không phải thánh tôn thật sự nhưng chênh lệch cũng không nhiều. Thời khắc này nó hung hãn xuất hiện, vừa ra tay là khí thể như phá hủy đất trời, cảm giác ngay cả không trung cũng có thể bị nó đấm thủng. Nhưng các đại năng nhân hoàng trên bầu trời lại không hề căng thẳng, cứ như đã chuẩn bị từ trước, từng luồng sáng như sợi tơ quấn quanh, không ngừng hạ xuống tượng thánh ma kia. Nguyệt Hoa Tiên Tôn đã nói, Ác Sát Ma Tổ, thánh ma tượng kim hành của ngươi mạnh thật đấy. Nhưng dù sao cũng không phải thánh nhân chân chính, ngươi tưởng thứ này có thể hoành hành trong thiên trung giới chúng ta hay sao? Một giọng nói đã vang lên từ khắp bốn phương tám hướng, các ngươi thì biết gì? Thứ ta nhắm tới nào phải được mất nhất thời? Thôi thôi, để ta cho các ngươi mở mang kiến thức về uy lực thật sự của bản tọa. Sau giọng nói này, chỉ thấy trong người thánh ma tượng bùng lên hào quang vàng kim, tôn khắp bốn phương tám hướng, cơn sóng kim loại lại xuất, hiện, còn vượt qua phong tỏa, lại xâm nhiễm mặt đất xung quanh. Không được. Giang Tiểu Phàm vô thức định lùi lại, Ninh Dạ đã ngăn cản hắn, đừng di chuyển, đây là chỗ an toàn nhất. To gan. Nguyệt Hoa Tiên Tôn gầm lên một tiếng, vận pháp lực vô biên, dốc toàn lực phòng thủ đại đạo kim hành ma hóa. Đồng thời cơn sóng kim loạt quét qua, lướt tới bên cạnh bọn Ninh Dạ. Ninh Dạ chỉ vung tay lên, một luồng sáng sinh thành, hóa thành hình ảnh hắc bạch thái cực đồ xung quanh Ninh Dạ, bảo vệ cả y và Giang Tiểu Phàm, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Giang Tiểu Phàm đã nhận ra, Ninh Dạ đang mượn lực lượng của đám người Nguyệt Hoa Tiên Tôn để chống lại cơn ma chiều này, tạo một khu vực an toàn xung quanh mình. Còn sau lưng Ninh Dạ, đừng nói mặt đất, ngay cả bầu trời, mây trắng, tất cả đều bị nhuộm thành màu óng ánh của kim loại, cứ như muốn biến toàn bộ thiên trung giới thành tinh giới kim loại. Nguyệt Hoa Tiên Tôn liếc mắt nhìn Ninh Dạ một cái, thằng nhãi được lắm, không ngờ còn làm được tới mức này. Nhưng đứng giữa kẽ hở, xoay trái xoay phải, ngươi tưởng làm vậy có thể giúp ngươi thoát khỏi đại nạn hay sao? Ninh Dạ mỉm cười, ta có thoát được hay không, không cần Tiên Tôn lo nghĩ thay. Tiên Tôn nên xử lý tình hình trước mắt đi đã, Ác Sát Ma Tổ tính toán nhiều năm, bây giờ ra tay, chắc chắn không chỉ có chiêu này. Nguyệt Hoa Tiên Tôn hừ một tiếng nói, cho dù hắn tính toán như thế nào cũng không thể ảnh hưởng gì tới thiên trung giới. Nói vậy cũng đúng. Ninh Dạ lại tán thành, Ác Sát Ma Tổ không thể phá được thiên trung giới, dù sao nơi này có cửu thánh, nhưng bọn chúng cũng biết điều này cơ mà. Nếu bọn chúng đã đến đây, chắc chắn có âm mưu khác, âm mưu này chưa chắc đã là thiên trung giới mà có thể là những thứ khác. Nghe y nói vậy, Nguyệt Hoa Tiên Tôn cũng thầm rùng mình. Đúng, Ác Sát Ma Tổ không thể không biết chỉ một mình hắn thì không giải quyết được thiên trung giới. Hắn đã làm vậy, chắc chắn còn có âm mưu khác. Nhưng rốt cuộc âm mưu này là cái gì? Hắn không biết, ngay cả Thánh Tôn cũng chưa chắc đã biết. Muốn biết, dẫu sao cũng phải đánh tiếp. Vừa nghĩ tới đây, Nguyệt Hoa Tiên Tôn đã nói, đám người các ngươi đừng giấu giếm giếm nữa, còn không xuất thủ toàn lực, chế ngự tên này. Thế là trên bầu trời lại lóe sáng, thời khắc này hào quang chính đạo khắc chế tà đạo, bầu trời bị ma hóa thành màu kim loại cũng bị cản trở, chậm rãi thu về. Trận đấu sức giữa đại năng giờ bỗng giống như tỉ thí nội công, không chút kỹ xảo, chỉ có va chạm chân thực nhất. Tượng thánh ma gào thét xuất kích, khổ nỗi từ cực không xuất hiện, chỉ mình nhân hoàng thì khó mà chế ngự được nó. Ninh Dạ lại nói, Tiểu Phàm, chú ý một chút. Lát nữa có lẽ sẽ có kỳ ngộ lớn cho ngươi, đừng bỏ lỡ. Giang Tiểu Phàm thầm rùng mình, ý sư phụ là ma đầu đã đến đây, thế nào chẳng chết vài người. Ninh Dạ lạnh nhạt nói, nhưng lại nhìn về phía sau truyền âm, ta nói có đúng không, Hắc Viêm lão huynh. Sau câu nói của Ninh Dạ, một tiếng cười trầm trầm trực tiếp vang lên trong lòng y. Ninh Dạ huynh đệ, lá gan của ngươi cũng to thật đấy, đánh tới mức này rồi mà ngươi còn dám đứng xem. Liên quan gì thôi, chẳng qua chỉ chết một lần, tổn thất một phân thân mà thôi. Còn các ngươi, trải qua bao nhiêu trắc trở, tốn bao nhiêu công sức, nhưng cuối cùng lại chảy xuôi theo dòng nước, có đáng không? Hắc Viêm ngạc nhiên, nghe lời của ngươi cứ như biết kế hoạch của ma tổ vậy. Ninh Dạ bèn nói, trên đời này lấy đâu ra nhiều chuyện mới mẻ cơ chứ? Ngược lại ngươi dám nói chuyện với ta ở đây,
không sợ cấp trên của ngươi biết, đoạt mạng ngươi hả? Hắc Viêm cười nhếch mép nói, phải tìm phú quý trong chỗ nguy hiểm chứ. Ninh Dạ huynh đệ, ngươi nói thử suy đoán của mình trước đi. Nếu ngươi biết ý định của ma tổ lần này, có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Ngươi muốn hợp tác ra sao? Ninh Dạ hỏi ngược lại. Hắc Viêm nói luôn, ngươi đừng có giả vờ giả vịt nữa. Nếu ta nói ra nội dung hợp tác, ngươi sẽ biết ngay kế hoạch của ma tổ là gì. Ngươi định nhân cơ hội này lừa ta để lộ bí mật. Đừng có hỏng. Ninh Dạ cũng vui vẻ, không tệ không tệ, quả nhiên ngươi đã trưởng thành, không lừa được ngươi rồi. Nhưng lần này ngươi đề phòng là dư thừa rồi, cho dù ngươi không nói ta cũng đoán được Nhân Hoàng định làm cái gì. Một thánh tôn lẻ loi như ác sát ma tổ vốn không thể làm gì thiên trung giới, như vậy hành động lần này của hắn là có mục đích khác. Nếu ta suy đoán không sai, chắc hắn định nhân cơ hội này để bản thân cũng chuyển sinh sang giới này. Các bạn đang nghe chuyện Thiên Cơ Điện của tác giả Duyên Phận Không tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 759, Uy Năng Vô Hạn, 3. Lời nói của Ninh Dạ khiến Hắc Viêm sửng sốt, sau đó lập tức cười ha hả, ai ra ra, không ngờ ngươi lại đoán ra, lợi hại lợi hại. Nghe hắn nói một đằng nghĩ một nẻo, Ninh Dạ cũng thầm buồn cười, nhưng không vạch trần, chỉ nói ác sát ma tổ muốn chuyển sinh vào giới này, đương nhiên động tĩnh không phải là nhỏ. Kẻ như hắn chắc chắn sẽ muốn mang trí nhớ và đạo tu hành kiếp trước chuyển sinh. Nhưng chuyển sinh là chuyện cực kỳ gian nan, ngay cả thánh tôn cũng phải bố trí một chút thủ đoạn. Cửu thánh sẽ không cho hắn cơ hội này, vì vậy hắn dứt khoát gióng trống khua chiêng, ra vẻ như ma giới xâm lấn nhưng thực chất là để che giấu bản thân chuyển thế. Hơn nữa sau trận chiến này, ma khí trong bản giới tăng cường, kim đạo càng hưng thịnh càng có lợi cho hắn. Hắc Viêm cười ha hả, được được được, nếu ngươi đã đoán ra, thế thì ta cũng không khách khí với ngươi nữa. Ta phụng lệnh che giấu động tĩnh ma tổ chuyển thế, nhưng ở chỗ này ta chỉ có một phân thân, nếu ra tay gây động tĩnh quá lớn thì rất dễ bị phát hiện. Ta thấy hay là thế này đi, ngươi tinh thông ảo thuật mà. Ngươi giúp ta một tay, sau khi xong việc ta tặng ngươi một khối chứng đạo ma hài để cảm tạ, thấy sao? Được thôi, Ninh Dạ trực tiếp đồng ý, đã là bằng hữu lâu năm, ngươi nói vậy sao ta lại tính toán với ngươi được, cứ quyết định như vậy đi. Lần đầu tiên Hắc Viêm ma thần đàm phán với Ninh Dạ thuận lợi đến vậy, lập tức vui mừng, thế thì phải phiền huynh đệ ra tay rồi. Đừng vội, Ninh Dạ nói, muốn che giấu cho ma tổ chuyển thế không phải việc nhỏ. Nguyên thần lẻn sang thế giới khác trùng sinh, chắc chắn trên trời sẽ có dị tượng. Cho dù ma tổ thi triển thần uy thông thiên tại đây, nhưng đừng quên thánh tôn chưa ra tay. Nếu hắn dốc toàn lực tra xét, cho dù ta ra tay giúp đỡ cũng chưa chắc đã giấu được pháp nhãn của hắn, ngược lại khiến bản thân để lộ sơ hở. Thế ngươi định làm sao? Hắc Viêm ma thần vội vàng hỏi. Ninh Dạ nói, muốn che giấu chuyện nguyên thần chuyển sinh cần có thật nhiều mảnh vỡ nguyên thần thần thức hỗn loạn. Bây giờ có nhiều đại năng đang ở đây cơ mà, hay là đập tan bọn họ ra, lẫn lộn vào. Hắc Viêm cười ha hả, nói đúng lắm. Dẫu sao cũng phải chết mất vài tên mới tiện hạ thủ. Nhưng đến lúc đó ngươi đừng có lừa bản tọa đấy. Ninh Dạ mỉm cười, các ngươi đã có kế hoạch chu đáo, cho dù không có ta vẫn sẽ thành công, ta ra tay cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nếu ta muốn hại các ngươi thì cần gì ra tay, phải lập tức báo cáo lên cho Thánh Tôn mới đúng. Hắc Viêm cười ha hả, đúng vậy, đúng vậy. Sau đó không nói gì thêm, chỉ thấy mây đen hiện lên tại chân trời, lại một cơn sóng đen ập tới. Cùng lúc đó, xung quanh sa mạc kim loại đột nhiên nổ vang, cứ như ngàn vạn khí tượng đột nhiên bộc phát, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một khe hở, chính là vực sâu ma giới. Nhưng ma vực này không phải xuất hiện trên mặt đất mà xuất hiện trên bầu trời. Đồng thời trong ma vực có một ý chí viễn cổ hoang vu hùng hồn quét qua, chỉ riêng ý chí này thôi đã khiến vô số người run rẩy. Là ma tổ, ác sát ma tổ đã ra tay, mọi người đồng thời hét lớn. Sau tiếng hô này, chỉ thấy trong ma vực đã có một ma đầu bay ra, chính là ác sát ma tổ toàn thân óng ánh sắc vàng, nhìn lên bầu trời mỉm cười, vạn vật hóa kim loại. Đám người Nguyệt Hoa Tiên Tôn chỉ cảm thấy thân thể trì trệ, linh khí như cũng biến thành kim loại, không thể khống chế được, bắt đầu rơi xuống đất. Thánh Tôn cứu ta! Tất cả nhân hoàng đồng thời hét lên. Khoảnh khắc sau trên bầu trời xuất hiện một áng mây đen, kiếp lôi thiên đạo đã xuất hiện, đánh thẳng xuống đầu ác sát ma tổ.
Ác Sát Ma Tổ lại chỉ khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hắn đứng sừng sững trên thánh ma tượng, uy phong lẫm liệt, nhìn vào Kiếp Lôi Thiên Đạo nói, lão già tử cực kia, thủ đoạn này không tác dụng gì với ta đâu. Ác Sát Ma Tổ giơ tay, Kiếp Lôi còn bị hắn nắm lấy, hóa thành một thanh trường mâu kiếm lôi màu vàng kim. Sau đó Ác Sát Ma Tổ ném mạnh ngọn trường mâu do Kiếp Lôi hóa thành, bầu trời có máu ngọc đổ xuống, là một nhân hoàng đã trọng thương. Máu tươi đổ ra xối xả, hóa thành sông ngọc chảy xuống, lại bị ma khí ô nhiễm, cuốn ngược trở về. Nhân hoàng trọng thương biết không tốt, ngay khoảnh khắc ma ý xâm nhập đã tự phân giải thân thể, nguyên thần bay ra. Nhưng Ác Sát Ma Tổ chỉ hừ lạnh một tiếng, đã nắm lấy vài mũi tên Kiếp Lôi, bắn ra vù vù liên tục như hậu nghệ bắn rơi mặt trời, vài tên nhân hoàng đồng thời thụ thương, nguyên thần dồn dập bỏ trốn. Lần này Ninh Dạ đã được tận mắt chứng kiến. Một vị thánh tôn phát huy toàn bộ thực lực sẽ có uy thế áp đảo tới mức nào, chỉ một đòn thôi mà 7-8 vị nhân hoàng trọng thương. Đồng thời, đại đạo kim hành của Ác Sát Ma Tổ hiển hóa, ngay cả nguyên thần bỏ trốn cũng tỏa kim quang chói lọi, cuối cùng cũng may là nguyên thần của nhân hoàng. Vốn có năng lực mạnh mẽ, trước khi hoàn toàn hóa thành kim loại đã phân chia, hóa thành ánh sao đầy trời bỏ trốn. Hào quang nguyên thần rực rỡ, Huyền Vũ Tiên Tôn đã nói, Ninh Dạ huynh đệ, có thể ra tay được rồi. Ninh Dạ lại lắc đầu, tử cực chưa ra tay, thời cơ chưa tới. Khoảnh khắc sau Kiếp Lôi lại xuất hiện trên bầu trời, lần này sấm sét hóa thành một bức tượng thiên thần, chính là diện mạo của tử cực, gầm lên giận dữ, Ác Sát lão ma, nhận lấy cái xe. Một luồng thiên phạt thần lôi giáng xuống, tia sét này mang uy lực cực kỳ cường đại, ngay cả thánh tôn cũng khó mà chống cự, chẳng qua cần thời gian ngưng tụ. Tử cực thánh tôn đúng là nhẫn nhịn, dùng một đám nhân hoàng làm mồi nhử tranh thủ thời gian cho mình. Thời khắc này hắn hung hăng xuất thủ, ánh mắt Ác Sát Ma Tổ không khỏi sợ hãi. Khoảnh khắc sau hắn đã hòa làm một với thánh ma tượng, dốc toàn lực ra tay. Rầm. Thế quyền dâng lên ngập trời, đón lấy thiên phạt thần lôi, chỉ thấy lôi quang đánh lên thánh ma tượng, đầu tiên thánh ma tượng ngừng lại một chút, sau đó toàn bộ thân thể thánh ma khổng lồ rạn nứt, hóa thành cát vàng vô tận dụng là tả. Bên trong xuất hiện nguyên hình của Ác Sát Ma Tổ, cũng lóng lánh ánh sét. Hắn phát ra tiếng kêu la thảm thiết tới cực điểm, hét lớn, đê tiện. Ngươi đường đường thánh tôn mà lại ra tay đánh lén. Tử cực thánh tôn cười gằn nói, đối phó với ma tộc các ngươi, dùng thủ đoạn nào cũng là bình thường. Thiên phạt thần lô vẫn tiếp tục chút xuống, như một cột sáng liên miên không dứt. Thân hình Ác Sát Ma Tổ trong cột sáng, tả xung hữu đột nhưng vẫn không thể thoát khỏi. Đường đường ma tổ mà bị tử cực thánh tôn vây khốn. Thấy cảnh này ngay cả Ninh Dạ cũng không nhịn được nói, ta còn tưởng chỉ có loại người dùng huyễn đạo như ta mới biết diễn kịch, không ngờ loại người trông thô kịch như Ác Sát Ma Tổ cũng diễn như thật. Hắc Viêm vui vẻ, giờ đã tới thời cơ chưa? Ác Sát Ma Tổ muốn chuyển sinh đương nhiên phải tan xương nát thịt một hen, vì vậy phá vỡ thân thể nhân hoàng. Ép nguyên thần bỏ trốn chỉ là thủ đoạn che giấu, tiếp đó hắn phải để thân thể của mình vỡ nát, sau đó danh chính ngôn thuận mất mạng chuyển sinh. Vì vậy đương nhiên Ác Sát Ma Tổ phải bị áp đảo, bây giờ mới thật là thời cơ. Ninh Dạ gật đầu, đương nhiên rồi. Tiện tay niết một cái, một luồng chỉ phong rơi vào người Ác Sát Ma Tổ, chẳng qua công kích này chỉ như chuồn chuồn chạm nước, không nhắc tới cũng được. Hắc Viêm giật nảy mình, ngươi làm cái gì đấy? Ninh Dạ lạnh nhạt nói, ta đang giúp hắn. Ngươi nghĩ huyễn đạo của ta có tác dụng gì khi lão già tử cực kia tập trung tra xét? Các thức tốt nhất là ta tham gia công kích, phá vỡ kim thân của ma tổ, tiện thể thu hồi một mảnh vỡ nguyên thần, giúp hắn chuyển thế. Đây mới là hỗ trợ. Hóa ra mục đích thật sự của y không phải công kích mà là nhân cơ hội này cướp lấy mảnh vỡ. Hắc Viêm sốt sắng, thế sao được? Mảnh vỡ nguyên thần của ma tổ mà rơi vào tay ngươi, có trời mới biết thằng nhãi nhà ngươi sẽ làm chuyện gì. Ta lại thấy được, hơn nữa ma tổ lão nhân gia còn không để ý, sao ngươi phải để ý nhiều vậy? Có ta hỗ trợ, hắn thực hiện kế hoạch thật sự của mình cũng thuận tiện hơn. Ninh Dạ cười lên quái dị, một loạt chỉ phong đánh vào người Ác Sát Ma Tổ. Hắc Viêm giật nảy mình, cái gì? Ngươi biết? Đương nhiên ta biết chứ. Yên tâm, lần này chắc chắn ta sẽ hỗ trợ. Ninh Dạ nói xong lẳng lặng phát động vô thiên thuật, còn không báo cho ma tổ. Nếu muốn bẫy tử cực thì phải phối hợp với ta. Khoảnh khắc sau, rầm, kim thân bất bại của Ác Sát Ma Tổ đã hoàn toàn tan vỡ. Hào quang nguyên thần chiếu rọi khắp nơi, còn cuốn ngược lên tử cực thánh tôn.
Chương 760, cứu Tử Cực. Tình hình đột nhiên thay đổi khiến Tử Cực Thánh Tôn không khỏi kinh ngạc. Nhưng hắn không hề căng thẳng, dù sao giờ phút này dưới hạ giới chỉ là một hóa thân nguyên thần của Tử Cực Thánh Tôn. Khác với Thất Dạ Thần Quân, nơi này là Thiên Trung Giới, hóa thân nguyên thần của Tử Cực Thánh Tôn không cách bản thể quá xa. Vì vậy dùng hóa thân này là có thể phát huy lực lượng lớn nhất của mình mà không cần lo bị ám toán. Đại năng thánh nhân muốn trưởng thành là phải trải qua vô số kiếp nạn, có âm mưu gì chưa từng gặp phải. Ác Sát Ma Tổ đột nhiên tập kích, nhưng Tử Cực Thánh Tôn cũng hết sức cẩn thận. Vì vậy thời khắc này thấy kim thân của Ác Sát Ma Tổ vỡ nát, lật ngược lại phía mình. Hắn chỉ cảm thấy ngạc nhiên nhưng vẫn không để ý, hư lạnh một tiếng nói, hóa ra lại là thủ đoạn ma niệm xâm nhập à. Đáng tiếc, không tác dụng gì với ta. Cho dù chỉ là phân thân nhưng cũng không để Ma Tổ dễ dàng thành công. Trên người Tử Cực Thánh Tôn lóe lên tia sét, đánh lên nguyên thần Ma Tổ như bẻ gãy cành khô. Nhưng đúng lúc này Tử Cực Thánh Tôn đột nhiên cảm thấy một uy hiếp khó hiểu. Không được. Hắn kinh ngạc quay đầu lại, chứng kiến trong khe hở ma vực phía sau đột nhiên có một lực hút khổng lồ. Lực hút này mạnh đến đáng sợ, thậm chí còn kéo phân thân của Tử Cực Thánh Tôn rơi vào khe hở. Cùng lúc đó nguyên thần Ma Tổ dốc toàn lực bao vây Tử Cực Thánh Tôn, không cho hắn chạy thoát. Tới giờ sao Tử Cực Thánh Tôn còn không rõ, mục tiêu của bọn chúng lại là ta. Hóa ra ngay từ đầu đám người này đã có ý đồ với ta. Trong lòng vừa kinh hãi vừa tức giận, trên Tử Cực thượng giới, bản tôn giận tím mặt, không ngờ còn lao ra khỏi thượng giới, một luồng lực lượng hùng hồn ép thẳng xuống. Nhưng trong khe hở có một ý chí mênh mông hiển hiện, chỉ một ý chí nhưng lại khiến Tử Cực Thánh Tôn như bị sét đánh, hét lớn một tiếng, hoảng hốt thối lui, miệng còn la lối. Chúa tể. Bỗng một tiếng hừ trầm trầm đã vang lên từ trong khe hở. Chính là chúa tể bàn xà. Uy lực của nó quá mạnh, không thể đi qua khe hở ma vực. Nhưng thời khắc này cho dù chỉ một luồng ý chí đi qua cũng khiến Tử Cực Thánh Tôn cảm thấy uy hiếp khổng lồ. Khoảnh khắc sau, cửu đại thượng giới đồng thời rung chuyển, chín luồng ý chí mênh mông đồng thời đè xuống. Chúa tể bàn xà tuy mạnh, nhưng dẫu sao cũng chỉ là một luồng ý chí, không ngăn nổi cửu thánh liên thủ. Thế nhưng lực hút cường đại, lại thêm Ác Sát Ma Tổ dốc toàn lực ra tay, luồng phân thân nguyên thần của Tử Cực Thánh Tôn lại không khống chế được, rơi về phía khe hở ma vực. Không ai biết Chúa Tể lấy được phân thân nguyên thần của một vị Thánh Tôn sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc này tất cả các Thánh Tôn khác đồng thời hô to, ngăn hắn lại. Nhưng Chúa Tể bàn xà dốc toàn lực xuất thủ, thật ra không phải cửu đại Thánh Tôn ai cũng là chân thân, cho nên trong thời gian ngắn cũng khó mà kháng cự được. Đúng lúc này, Ninh Dạ lại ra tay, miệng thở dài một tiếng, đại đạo lăng ra, đại đạo chuyển hóa, âm dương vô cùng, hư thực độ niệm, tiểu phàm. Giang tiểu phàm hét lớn một tiếng, mắt thấy thần niệm của Ác Sát Ma Tổ đang bao phủ phân thân của Tử Cực Thánh Tôn, không ngờ lại có một luồng kim quang bay ra. Luồng kim quang này là thần niệm của Ác Sát Ma Tổ biến thành, chỉ là một phần cực kỳ bé nhỏ trong nguyên thần của hắn. Nhưng chính một phần nguyên thần nhỏ nhoi này lại khiến phân thần của Tử Cực có được cơ hội, lập tức lóe lên ánh sét, kiếp lôi mãnh liệt chút xuống điên cuồng. Nguyên thần của Ác Sát Ma Tổ không thể bao phủ phân thần của Tử Cực nữa, bị hắn phá vỡ vòng vây. Chết tiệt! Ác Sát Ma Tổ gầm lên phẫn nộ. Đây gọi là đê dài ngàn dặm, vỡ bởi tổ kiến. Ninh Dạ mỉm cười thu lấy một điểm nguyên thần kia, tiếp đó chỉ thấy phân thần của Tử Cực Thánh Tôn bất chấp tất cả trốn về bản thể, cuối cùng cũng thoát khỏi vận rủi bị kéo vào ma vực. Chuyện này khiến Tử Cực Thánh Tôn thở phào một tiếng, nhìn về phía Ninh Dạ bằng ánh mắt phức tạp. Ai mà ngờ được, lại là Ninh Dạ ra tay cứu mình. Chuyện này khiến trong lòng hắn ngổn ngang đủ loại cảm xúc, không biết nên nói gì. Bên phía Ác Sát Ma Tổ, kế hoạch thất bại, không khỏi hét lên thay thế. Ninh Dạ, vô cấu nho nhỏ mà dám phá vỡ kim thân của ta, lấy đi nguyên thần của ta, ngươi to gan lắm. Ninh Dạ cất cao giọng đáp, ngươi trồng kim hành, ban bố đại đạo khắp thiên hạ, Dạ may mắn được ban bố đạo này, nghiên cứu đôi chút, lại thêm lúc trước thù, thập được nhiều Ác Sát Ma cốt như vậy, cũng coi như có kinh nghiệm. Có lẽ đây chính là gieo dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Kế hoạch của Ma Tổ, thành công ở ban bố đại đạo, thất bại cũng ở ban bố đại đạo, đều do thiên ý, cũng chẳng có cách nào. Hừ, Ác Sát Ma Tổ hừ một tiếng phẫn nộ. Một luồng kim quang dung hợp vào khe hở, tiếp đó khe hở biến mất không còn bóng dáng. Đến đây tai ương kim hành quét khắp thế giới đã biến mất. Mọi chuyện kết thúc,
Ninh Dạ không hề chậm trễ, xoay người rời khỏi. Từ Cực Thánh Tôn lại nói, Ninh Dạ, cái gì? Ninh Dạ dừng chân hỏi ngược lại. Cả Từ Cực Thánh Tôn lẫn Giang Tiểu Phàm bên cạnh y đều nói, ngươi làm thế nào vậy? Ninh Dạ nhíu mày, Thánh Tôn vừa nghe rồi mà. Ác Sát Ma Tổ ban bố kim đạo, mấy năm nay ta vẫn luôn nghiên cứu. Không đủ, Từ Cực Thánh Tôn lạnh nhạt nói, vì vậy phải có thêm cả hắn. Ninh Dạ chỉ vào Giang Tiểu Phàm, đệ tử của ta có thiên phú thông linh, có một ít thủ đoạn với nguyên thần. Hai thầy trò hợp lực, cuối cùng cũng khều được một chút. Đương nhiên cũng có liên quan tới bản thân Thánh Tôn nữa. Nếu không có lực lượng hùng hồn của ngài, ta cũng không làm được. Vấn đề là ngươi không dẫn ai theo, chỉ dẫn theo mình hắn, chẳng lẽ đã đoán được sẽ có chuyện ngày hôm nay? Từ Cực lại nói, ánh mắt Ninh đã lạnh đi, tức là ta ra tay cứu Thánh Tôn nhưng thành ra sai lầm. Từ Cực Thánh Tôn tức giận hừ một tiếng, chú ý lời nói của ngươi, ngươi mà xứng cứu bản tôn. Chẳng qua là một luồng phân thần, cho dù có bị cướp mất thì đã sao? Ninh Dạ cười nói, nếu Thánh Tôn nói sớm, ta đã không ra tay. Y có thể hiểu được tâm thái của Từ Cực Thánh Tôn. Đường đường Thánh Tôn lại bị một tên vô cấu cứu giúp, còn là kẻ thù, rõ là mất mặt. Vì vậy suy nghĩ đầu tiên của Từ Cực là cảm tạ, suy nghĩ thứ hai là phủ nhận, tuyệt đối không thể thừa nhận chuyện này. Đương nhiên xét kỹ ra thì cũng không quan trọng, hành động của Ninh Dạ không coi là cứu Từ Cực. Nhưng xét tới năng lực của Chúa Tể, phân thần mà rơi vào tay hắn thì hậu quả khó lường, vì vậy lời nói này rõ là chống chế. Ninh Dạ cũng chẳng để ý tới chuyện Từ Cực không nhận nợ, thời khắc này y chế nhạo lại, Từ Cực Thánh Tôn thầm phẫn nộ nhưng không tiện phát tác, đành nói, mảnh vỡ nguyên thần của Ác Sát Ma Tổ đâu. Sao nào? Thánh Tôn muốn à? Ninh Dạ nheo mắt hỏi. Lang gia Thánh Tôn đã nói, Từ Cực, ngươi đừng quá đáng. Dù sao đi nữa lần này cũng là Ninh Dạ giúp ngươi. Ta biết. Từ Cực Thánh Tôn hừ một tiếng nói, ta không muốn mảnh vỡ nguyên thần của hắn. Chẳng qua đây là một phần của ma đầu, để Ninh Dạ mang theo thì quá nguy hiểm, nếu bất cẩn nhập ma, vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Ninh Dạ đáp, mảnh vỡ ở chỗ ta, chư vị Thánh Tôn có thể tự quan sát, nếu ta nhập ma đạo thì cứ giết chết, vẫn còn kịp mà. Nói xong kéo Giang Tiểu Phàm bỏ đi, nhìn theo bóng lưng Ninh Dạ đi khỏi, Lang Gia Thánh Tôn thở dài. Một tiếng, Từ Cực, ta biết ngươi tính cách cứng rắn, nhưng biểu hiện của ngươi hôm nay hơi quá đáng rồi. Dẫu sao Ninh Dạ cũng là tiểu bối, tuy nói năng hơi kiêu căng, nhưng đã là thiên tài, có ai không ngông cuồng. Dẫu sao hắn cũng giúp ngươi thoát khỏi một kiếp nạn, ngươi làm vậy. Từ Cực Thánh Tôn cũng cảm thấy ngạc nhiên, kỳ quái, sao tâm trạng mình hôm nay lạ vậy? Có lẽ thiếu chút nữa bị ma vực bố trí hãm hại cho nên tâm tính bất ổn. Nhưng dẫu sao hắn cũng là đại lão, vẫn sĩ diện không thừa nhận, cuối cùng chỉ hừ một tiếng, hất ống tay áo bỏ đi. Các bạn vừa nghe xong tập 76 của bộ truyện Thiên Cơ Điện của tác giả Duyên Phận Không tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.